Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 533. Cồn cát bên trên cát đá tản ra một loại quỷ dị hào quang, cùng chung quanh mây đen hòa lẫn, tạo thành một bức gian trá mà cổ lão bức tranh. Tại đây mảnh hoang vu chỗ, cây cối tàn lụi, cỏ cây thưa thớt, chỉ có tình cờ có thể nhìn thấy một chút vặn vẹo cây khô, chúng nó như là khung xương, bày biện ra một loại quái dị mỹ cảm. Quỷ đế tinh khí hậu dị thường ác liệt, hàn phong lẫm liệt, phảng phất có thể đem người linh hồn thổi tan. Mây đen giăng kín bầu trời thường xuyên hạ lên huyết vũ hồng diễm mà khủng bố, tựa như tới từ địa ngục tế điện. Này mảnh tinh cầu tựa hồ bị vô tận tiếng kêu rên chỗ vần quanh, cái kia là đến từ u minh chỗ sâu gào thét, để cho người ta tâm sinh bi thương. Tại quỷ giới bên trong, bốn phía rõ ràng một tòa tòa cổ xưa khổng lồ kiến trúc, chúng nó tựa hồ là do đá màu đen sở kiến tạo, tản ra một loại lực lượng thần bí. Những kiến trúc này vật xen vào nhau tinh tế phân bố tại cồn cát ở giữa, phảng phất là tới từ cổ đại di tích, chứng kiến quỷ đế tinh bên trên lâu đời mà thần bí lịch sử. Tại đây mảnh u ám tinh cầu bên trên, cư trú đủ loại quỷ hồn cùng ác linh. Chúng nó hoặc là u tính bồi hồi trong sa mạc, hoặc là tụ tập tại cổ lão công trình kiến trúc chung quanh, tản ra làm người dùng mình khí tức. Những quỷ hồn này khuôn mặt vặn vẹo mà khả phố, ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận đau thương cùng oán hận. Nhưng mà, quỷ đế tinh cũng có được một loại quỷ dị đẹp. Làm màn đêm buông xuống lúc, trong tinh không nguyệt nha tản mát ra như có như không hào quang, chiếu sáng này mảnh u ám đại địa. Cồn cát bên trên bão cát ở dưới ánh trăng nổi lên màu bạc trắng gợn sóng, phảng phất là một bài cổ lão thơ ca tại phiêu đãng. Không hề nghi ngờ, đây là một cái thần bí khiến người ta kính úy thế giới, quỷ đế tinh hoàn cảnh tràn đầy gian trá cùng tĩnh mịch vẻ đẹp. Tại đây bên trong, sinh mệnh cùng tử vong đan vào một chỗ, hồn phách trong bóng đêm bồi hồi, nói vô tận bi hoan ly hợp. Nơi này chính là quỷ giới sao? Tiền bối, này liền là của ngươi cố hương. Diệp thần nhìn xung quanh hoàn cảnh bốn phía, phiêu phù ở đại địa cồn cát bên trên oan hồn, tại hắn hàng lâm xuống về sau, đều tận lực trốn xa mở đi ra, không dám tới gần. Luân hồi mộ địa bên trong, quỷ đạo tổ sư hết sức kích động, nói đúng, mộ chủ, nơi này chính là cố hương của ta. Trời có mắt rồi, nơi này pháp tắc trật tự còn vô cùng kiên cố, phải là của ta thôn hồn quỷ châu, trấn thủ lấy trật tự, mặc dù thương hải tang điền, cái thế giới này cũng không có bao nhiêu mài mòn, cùng ta trong trí nhớ hoàn cảnh giống như đúc. Chẳng qua là, rất nhiều viễn cổ thời điểm kiến trúc, đều đã phong hóa. Nghe vậy, Diệp thần tâm bên trong một rộng, nếu quỷ giới không có bao nhiêu mài mòn, cái kia tại nơi này, quỷ đạo tổ sư lực lượng, cũng có thể trình độ lớn nhất phát huy ra. Thậm chí, Diệp thần còn có cơ hội lấy được địa mạch chúc phúc. Lê Chiếu Tân nói, Trần Dạ huynh, hoan nghênh đi vào quỷ giới, từ nơi này đi loạn hồn quỷ hải, đường còn rất dài, may mắn ta có truyền tống quyển trục, chúng ta có khả năng truyền tống đi qua. Nói xong, Lê Chiếu Tân liền móc ra mấy quyển truyền tống quyển trục, phân biệt giao cho Diệp thần cùng thiên nữ một bản. Tại quỷ giới bên ngoài tinh không, pháp tắc hỗn loạn, không thể tùy tiện dùng truyền tống quyển trục, nhưng ở quỷ giới bên trong, trật tự kiên cố, liền không cần lo lắng cái gì. Diệp thần nhẹ gật đầu, hắn cũng biết thời gian khẩn cấp, không bao lâu, hắn luân hồi thân phận, thiên cơ sẽ triệt để bại lộ, toàn bộ quỷ giới đều sẽ biết được hắn tồn tại. Trước lúc này, hắn nhất định phải đi loạn hồn quỷ hải, mượn dùng quỷ đạo tổ sư pho tượng, nhưng quỷ đạo tổ sư hiển linh, phương có thể giải quyết khốn cục. Ngay sau đó, Diệp thần cùng thiên nữ còn có Lê Chiếu Tân, cùng nhau rời đi truyền tống quyển trục. Ba đạo bạch quang lóe lên, ba người thân ảnh, theo nguyên truyền tống rời đi. Tiếp theo sát, Diệp thần liền xuất hiện ở một vùng biển rộng bên cạnh, này mảnh biển cả hắc ám thâm thúy, trên mặt biển lượn lờ lấy từng tầng một hắc ám quỷ vụ, một mảnh âm u. Hắn thấy một cỗ lực lượng vô hình từ nơi này mảnh trong biển rộng phát ra, phảng phất có vô số u linh kêu rên tại trong gió biển quanh quẩn. Này mảnh biển cả chính là loạn hồn quỷ hải, nó là một mảnh hiếm thấy quỷ dị chỗ. Nước biển bầy biện ra màu đen như mực, không có một tia gợn sóng, phảng phất là tĩnh lặng mộ huyệt. Tại này mặt biển tối tăm bên trên, nổi lơ lửng vô số cây khô cùng hài cốt, chúng nó phảng phất là bị nguyền rủa di hài, bị nhốt tại đây mảnh quỷ hải bên trong, vô pháp đạt được giải thoát. Loạn hồn quỷ hải bầu trời cũng là hoàn toàn u ám, mây đen giăng đầy, che đậy ánh nắng hào quang. Lôi điện ở trên bầu trời xen lẫn, phát ra trận trận âm u mà hung lệ tiếng nổ vang rền. Điện quang vạch phá mặt biển tối tăm,
chiếu rọi ra một mảnh kinh khủng cảnh tượng, phảng phất là trong địa ngục một góc. Loạn hồn quỷ hải gió biển âm lãnh thấu xương, mang theo một cỗ tanh hôi khí tức. Cỗ khí tức này để cho người ta không khỏi dùng mình một cái, phảng phất có vô số u hồn thút thít cùng kêu gào trong gió quanh quẩn. Quỷ vụ tràn ngập trên mặt biển, khiến cho ánh mắt trở nên mơ hồ không rõ, làm cho không người nào có thể thấy rõ phía trước cảnh tượng, tăng thêm một tầng thần bí mà kinh khủng không khí. Nhưng mà, cho dù ở này mảnh kinh khủng loạn hồn quỷ hải bên trong, cũng có được một vệt quỷ dị đẹp. Lúc này chính là ban đêm, trên mặt biển quỷ vụ tản mát ra mỏng manh u quang, như mị ảnh hào quang lấp lóe trong bóng tối. Này chút u quang quang bắn ra cái bóng như ẩn như hiện, phảng phất là u hồn đang nhảy vọt vũ động. Nơi này chính là loạn hồn quỷ hải sao, thật là tinh thuần quỷ đạo linh khí. Thiên nữ nhìn trước mắt hắc ám hải dương, lập tức lộ ra một vệt vẻ vui mừng, từ nơi này mảnh trong hắc hải, nàng bắt được nồng đậm quỷ đạo linh khí, nơi này vô cùng thích hợp với nàng tu luyện quỷ đế thiên lôi thể. Quỷ đạo tổ sư pho tượng, tại hải trung ương sao? Diệp thần tầm mắt ngưng lại, nhìn về phía loạn hồn quỷ hải trung ương, tại tầng tầng quỷ vụ lượn lờ dưới. Hắn thấy hải trung ương đứng sừng sững lấy một tòa pho tượng, đơn giản liền là hải đang trấn áp nơi này oan hồn, duy trì lấy pháp tắc trật tự vận chuyển. Chỉ bất quá, quỷ vụ thâm hậu nồng đậm, pho tượng kia bộ dáng, Diệp thần cũng nhìn không rõ lắm, chỉ thấy pho tượng 10 điểm cao lớn, nguy nga sát thiên. Lê Chiếu Tân nói, không sai, đó chính là tổ sư gia pho tượng. Bất quá, chỉ những có tại hàng năm đại tế thời điểm, ta u quỷ môn mới có thể tới tế bái. Diệp thần khẽ cau mày, cảm nhận được loạn hồn quỷ hải bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi rất nhiều ác quỷ mãnh quỷ khí tức, trong đó không thiếu khác thường quỷ tồn tại, hắn liền hỏi. Cái kia lúc bình thường đâu? Không đến tế bái, còn có nơi này làm sao nhiều như vậy quỷ vật, các ngươi cũng không thanh lý. Lê Chiếu Tân cười nói, nơi này chính là ác quỷ nhạc viên, có thật nhiều quỷ vật tại đây bên trong sinh tồn, này chút quỷ vật toàn thân đều là bảo vật. So như hải lý có thật nhiều thủy hầu tử dị quỷ, lấy ra làm tu kiến tinh khung đường sắt khổ công phù hợp, còn có rảnh rỗi không dị quỷ, nắm giữ không gian thiên phú dị quỷ, thi thể của bọn nó là kiến tạo không gian truyền tống trận tuyệt tài liệu tốt. Còn có quỷ vật, giống như là nước dạ xoa, hải yêu, san hô quỷ, đều các chỗ hữu dụng. Ngoại trừ đại tế ngày chúng ta không đến loạn hồn quỷ hải, không phải muốn đối quỷ đạo tổ sư bất kính, mà là vì bảo hộ nơi này sinh thái. Nhưng quỷ vật phồn diễn sinh sống, như thế đi săn không dứt là tự nhiên chi đạo. Huống chi nơi này pho tượng, không tính là gì, tại quỷ trụ thánh địa bên trong, nơi đó tổ sư ra pho tượng, mới gọi khí phái hùng vĩ, đáng giá ngàn tỷ chúng sinh cúng bái. Loạn hồn quỷ hải nơi đây tế tràng, chỉ là ta u quỷ môn tế tự chỗ thôi, cùng quỷ trụ thánh địa không có cách nào so sánh. Nghe xong Lê Chiếu Tân, Diệp Thần hiểu được, nói thì ra là thế vậy bây giờ. Chúng ta đi trước tế bái quỷ đạo tổ sư pho tượng. Lê Chiếu Tân nói, đang lúc như thế. Ngay sau đó, Diệp Thần, Thiên Nữ, Lê Chiếu Tân ba người, ngự phong phi hướng biển trung tâm tế tràng, nơi đó đứng sừng sững lấy quỷ đạo tổ sư pho tượng. Tại loạn hồn quỷ hải bên trong, rất nhiều quỷ vật trải rộng, nhưng Diệp Thần ba người khí tức cường đại, tự nhiên không sợ, bình thường quỷ vật cũng cảm giác được bọn hắn mạnh mẽ khí tức, không dám tới gần quấy rầy, dồn dập tránh lui. Hải lý tựa hồ có đồ vật đi theo chúng ta. Diệp thần lông mày lại là nhíu một cái, nhìn xuống mặt biển, lại thấy hải lý có mấy đạo hắc ảnh, đang chặt chẽ đi theo bọn hắn. Lê Chiếu Tân nói, hẳn là thủy hầu tử, là cấp thấp nhất dị quỷ, không cần lo lắng, chúng nó không dám làm loạn. Quỷ giới thập đại quỷ duệ, ngoại trừ Tư Vô Tà cùng Hồng Trần Xốp Giòn là thuần huyết bên ngoài, mặt khác tám chi toàn bộ là dị quỷ, tại bát đại dị quỷ duệ bên trong. Thủy hầu tử thực lực yếu nhất, cơ bản chỉ có sung làm nô lệ khổ công xuống tràng. Cho nên, Lê Chiếu Tân cũng không lo lắng, hàng năm đại tế ngày, u quỷ môn cũng sẽ ở loạn hồn quỷ hải bên trong, bắt thủy hầu tử sung làm khổ công. Nhưng ngay tại Lê Chiếu Tân lời nói hạ xuống không lâu sau, nước biển bên trong, bỗng nhiên soạt một tiếng, có một đầu thủy hầu tử, mãnh liệt xông phá mặt nước nhảy ra ngoài, lông xù tay cầm lấy Diệp Thần mắt cá chân. Diệp Thần vẻ mặt phát lạnh. Nhưng gặp nguy không loạn, rút kiếm hướng cái kia thủy hầu tử chém đi. Không ngờ, cái kia thủy hầu tử thân pháp vô cùng nhanh nhẹn, trực tiếp né tránh Diệp Thần kiếm, tê một tiếng quái khiếu, nhào về phía Diệp Thần mặt. Diệp Thần thần sắc chìm xuống, đứng vững bước chân, lăng ba đứng trên nước biển,
xuất kiếm đâm về phía cái kia thủy hầu tử cái trán. Không ngờ cái kia thủy hầu tử thân pháp chi linh hoạt, hoàn toàn ra khỏi Diệp Thần dự kiến, không ngờ tránh qua, tránh né công kích, chi chi kêu loạn, sắc bén móng vuốt, móng tay như đao kiếm sắc bén, vẽ hướng Diệp Thần cổ. Cái con khỉ này có chút cổ quái. Diệp Thần thấy này thủy hầu tử, so với hắn tại tinh khung đường sắt bên trên nhìn thấy, muốn hung tàn xảo trá gấp trăm lần, nhìn kỹ, chỉ thấy cái kia thủy hầu tử, cả người vòng quanh không tầm thường oán độc quỷ khí, hai mắt một mảnh huyết hồng. Phảng phất nhận lấy cái gì ô uế tiêm nhiễm, cực kỳ hung tàn. Thấy thế, Diệp Thần cũng không dám xem thường, nhất kiếm nữa giết ra, cửu tiêu phi vũ kiếm. Hắn vận dụng đại kiếm chiêu, lập tức một mảnh kiếm khí gió lốc gào thét mà ra, cái kia thủy hầu tử tránh cũng không thể tránh, một tiếng hét thảm, liền bị Diệp Thần kiếm khí cắn nát, nhưng từ phá toái máu thịt bên trong, dâng lên từng sợi quỷ dị cổ quái khói đen. Này chút khói đen, ngoại trừ bình thường có thể thấy được quỷ khí bên ngoài, tựa hồ còn có một cỗ không hiểu ô uế khí tức. Là sửu thần. Diệp Thần tâm bên trong run lên, theo ô uế bên trong, lại vô hình liên tưởng đến sửu thần. Chi chi. Soạt. Đã thấy nước biển bên trong có càng nhiều thủy hầu tử, từng con bạo sông nhảy ra đến, vồ giết về phía Lê Chiếu Tân cùng thiên nữ. Đáng chết, này chút thủy hầu tử, lúc nào trở nên hung tàn như vậy? Lê Chiếu Tân kinh hãi, vội vàng huy kiếm đối kháng, liền phát hiện ngày xưa luôn luôn yếu đuối thủy hầu tử, giờ phút này trở nên hung ác vô cùng, từng cái mắt đỏ, cùng chúng ta một dạng. Thiên nữ sầm mặt lại, nhìn thấy rất nhiều thủy hầu tử đánh giết tới, lập tức rút ra băng hoàng thiên kiếm, một tiếng quát mắng, linh chu độ kiếp. Chỉ gặp nàng sử dụng ra một chiêu kiếm pháp, mang theo đại phá giết, lớn xé rách khí tức, hướng những thủy hầu tử đó chém đi, kiếm quang muôn vàn. Phàm là chạm đến nàng kiếm khí thủy hầu tử, thân thể tại chỗ liền bị xé nát, hắn kiếm khí chi hung mãnh, lại so Diệp Thần cửu tiêu phi vũ kiếm, cũng là không kém cỏi chút nào. Diệp Thần thấy thế, âm thầm lấy làm kinh hãi, nghĩ thầm, thiên nữ kiếm pháp, lúc nào trở nên lợi hại như vậy. Đúng, nàng chế tạo thần chu thiên kiếm, xem ra là đạt được đủ loại chỗ tốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thần Chu Thiên Kiếm bản vẽ thiết kế, nguồn gốc từ tinh không bỉ ngạn, thanh kiếm kia phẩm chất bất phàm, ẩn chứa có loại ảo diệu biến hóa, tại đánh tạo quá trình bên trong, có thể nhường người chế tạo thu hoạch được đủ loại siêu phàm kiếm đạo cảm ngộ. Chính vì vậy, cho nên thiên nữ kiếm đạo đại đại tinh tiến, nàng không chịu để cho Diệp Thần tiếp nhận rèn đúc, chỉ cần mình tiếp tục rèn đúc xuống, chính là vì đúc kiếm đủ loại tăng thêm, kiếm tâm thông minh, ngộ đạo tăng lên. Suy suy suy. Diệp Thần, thiên nữ, Lê Chiếu Tân ba người, các hiển thần thông, đem theo hải lý nhảy ra thủy hầu tử, từng cái chém giết. Ba người tuy không sợ thủy hầu tử, nhưng này chút thủy hầu tử như thế hung tàn, không sợ chết điên cuồng bộ dáng, hoàn toàn nổi điên tư thái, cũng làm cho ba người âm thầm kinh hãi. Răng rắc, bỗng nhiên, trên mặt biển hư không, nứt ra một từng cái khe, theo cái kia vết nứt không gian bên trong, bay ra từng con quỷ dị vật. Là trống trơn dị quỷ, trình sao lại thế? Lê Chiếu Tân thấy những cái kia bay ra quỷ dị vật, lập tức kinh hãi, chúng nó một mực ở tại không gian nếp gấp bên trong, từng bước xâm chiếm không gian mà sống, tính nết tựa như tầm trùng dịu dàng ngoan ngoãn, chỉ cần không chủ động chiêu chọc giận chúng nó là sẽ không làm người ta bị thương đó a. Này chút theo vết nứt không gian bên trong bay ra ngoài quỷ dị vật, chính là trống trơn dị quỷ, là bát đại dị quỷ bên trong. Tính nết tối vi dịu dàng ngoan ngoãn tồn tại, từ trước tới giờ không chủ động đả thương người, nhưng bây giờ chúng nó cũng nổi điên, gầm rú lấy đánh giết hướng Diệp Thần. Diệp Thần đồng tử co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía những cái kia trống trơn dị quỷ, cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp không gian chi lực. Trống trơn dị quỷ thân hình, xảo quyệt mà vặn vẹo, như là trong bóng tối như u linh lơ lửng không cố định. Thân thể của bọn nó tựa hồ do thuần túy hắc ám cấu thành, tản ra một loại khiến người ta run sợ lạnh lẽo. Động tác của bọn nó, vô cùng cấp tốc, tựa hồ có khả năng tự do qua lại đủ loại không gian ở giữa, như là xuyên qua thời gian mau lẹ. Khi chúng nó xuất hiện lúc, không gian chung quanh tựa hồ cũng sẽ bị bóp méo cùng phá hư, phảng phất tiến nhập một cái vặn vẹo thứ nguyên. Từng con trống trơn dị quỷ, thân thể lấp lánh, nhảy vọt không gian, cơ hồ là chớp mắt liền xung phong đến Diệp Thần trước mặt. Ánh mắt của bọn nó là nhất lệnh người khắc sâu ấn tượng đặc thù một trong. Mặc dù chúng nó không có chân chính ánh mắt, nhưng ở bọn chúng bộ mặt bên trên,
một cặp thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục hốc mắt. Này đối với hỏa diễm con mắt lập lòe quỷ dị hào quang, phảng phất có khả năng nhìn rõ hết thảy bí mật. Làm Diệp Thần bị đôi mắt này nhìn chăm chú lúc, cảm giác phảng phất linh hồn bị rút ra, lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Xoẹt! Trống trơn dị quỷ tay là như là lưỡi dao sắc bén như vậy, thoải mái mà xé rách không gian, khỏa vòng quanh một cỗ không gian phong bạo, hung hăng oanh sát hướng Diệp Thần. Hết thảy trống trơn dị quỷ, đều chỉ công kích Diệp Thần, trí tuệ của bọn nó rõ ràng tại Thủy Hầu Tử phía trên, biết Diệp Thần thực lực tối cường. Thiên Nữ cùng Lê Chiếu Tân, nhìn thấy Diệp Thần bị đại lượng trống trơn dị quỷ vây giết, lập tức chấn kinh, nếu là bọn hắn đối mặt nhiều như vậy dị quỷ vây công, sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà, Diệp Thần không sợ, mắt thấy rất nhiều trống trơn dị quỷ đánh tới, hắn thân thể lóe lên hóa thành như quỷ mị bạo sát mà ra, mang theo vô tận lăng lệ đao mang. Cửu U quỷ múa đao. Huyền môn quỷ sách tối cường thần thông bùng nổ, vô tận đao mang bạo chảm xé rách, chẳng qua là thời gian mấy hơi thở, liền đem hết thảy trống trơn dị quỷ chém hết. Nhìn thấy một màn này, Lê Chiếu Tân ngẩn ngơ, nói cửu U quỷ múa đao, này là quỷ đạo tổ sư đại thần thông a. Thậm chí còn là huyền môn quỷ sách tối cường thần thông, luân hồi chi chủ, ngươi làm sao lại? Chẳng lẽ, ngươi là quỷ đạo tổ sư truyền nhân? Trước đó Diệp Thần nói, có thể làm cho quỷ đạo tổ sư pho tượng hiển linh, hiện tại lại thi triển ra mạnh mẽ như vậy quỷ đạo thần thông. Nhưng Lê Chiếu Tân trong nháy mắt hoài nghi Diệp Thần liền là quỷ đạo tổ sư truyền nhân, hắn cùng quỷ tộc là đứng ở một bên, tuyệt sẽ không là địch nhân. Diệp Thần không có nhiều lời. Tại giải quyết hết Thủy Hầu Tử cùng trống trơn dị quỷ về sau, liền nói, đi nhanh đi đi tế bái quỷ đạo tổ sư pho tượng. Lê Chiếu Tân hoảng hốt vội nói, đúng, nhìn một chút trên mặt biển tàn rơi dị quỷ thi hài, lại lo lắng nói, này chút Thủy Hầu Tử cùng trống trơn dị quỷ, trở nên hung tàn như vậy điên cuồng, không biết là chuyện gì xảy ra. Diệp Thần ánh mắt lẫm liệt, mơ hồ thấy này sau lưng, rất có thể cùng Sửu Thần lưu lại ô nhiễm chi nguyên có quan hệ, nhưng cụ thể chân tướng như thế nào. Hắn cũng không biết. Việc cấp bách, là trước hết để cho quỷ đạo tổ sư pho tượng hiển linh, cởi ra quỷ tộc người đối hiểu lầm của mình. Ba người tiếp tục cướp nước bay lượn, rất nhanh liền đi tới Hải Trung Ương Tế Tràng, đây là một hòn đảo nhỏ tự, quỷ đạo tổ sư pho tượng to lớn, liền đứng sừng sững ở phía trên. Pho tượng kia to lớn khí thế, không khỏi để cho người ta ngừng thở. Pho tượng cao vút trong mây, tựa hồ cùng bầu trời tương liên. Nó tạo hình sinh động như thật, thể hiện ra quỷ đạo tổ sư vô tận lực lượng cùng uy nghiêm. Pho tượng toàn thể do cứng rắn màu đen vật liệu đá điêu khắc mà thành, tản ra một loại trầm tĩnh mà trang nghiêm khí tức. Quỷ đạo tổ sư hình ảnh tại pho tượng bên trên bị hoàn mỹ tái hiện. Hắn người mặc một bộ phiêu giật trường bào màu đen, tay áo tung bay theo gió, phảng phất có thể cảm nhận được hắn điều khiển hắc ám lực lượng phun trào. Hắn cao lớn thẳng tắp thân thể thẳng tắp hướng lên, phảng phất muốn cùng thiên địa hòa làm một thể. Trong pho tượng quỷ đạo tổ sư hai tay kéo ra, ngón tay thon dài hùng hồn phảng phất tại biểu hiện ra hắn trưởng khống hắc ám lực lượng năng lực. Mặt mũi của hắn trang nghiêm mà ngưng trọng, hai đầu lông mày lập lòe một tia lực lượng thần bí hào quang. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà sắc bén, phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy bí mật. Đôi mắt này tựa hồ để lộ ra vô tận trí tuệ cùng lực lượng, khiến cho người nổi lòng tôn kính. Pho tượng cái bệ rộng rãi vững chắc. Cái bệ bên trên khắc đầy phù văn thần bí cùng đồ án, những phù văn này tản ra mỏng manh hắc ám hào quang, phảng phất như nói quỷ đạo tổ sư truyền kỳ trải qua cùng lực lượng cường đại nơi phát ra. Pho tượng bao quanh lấy một tầng màu đen vầng sáng, phảng phất đem quỷ đạo tổ sư bao phủ trong đó, làm hắn tồn tại càng thêm thần bí mà trang nghiêm. Đứng tại pho tượng dưới, Diệp Thần ba người cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp cảm giác áp bách cùng lòng kính sợ. Pho tượng này tựa như trong bóng tối chúa tể. Nó to lớn khí thế để cho người ta không khỏi sinh ra vô tận sùng bái chi tình. Diệp Thần chú ý tới, tại quỷ đạo tổ sư pho tượng trên tay phải, còn cầm lấy một cái mặt nạ. Cái kia mặt nạ tạo hình, cùng thanh đồng quỷ diện là giống nhau như đúc. Quỷ đạo tổ sư tu quỷ đạo, nhưng đạo tâm ngay ngắn, tướng mạo đường đường, không đủ lăng lệ hung ác, cho nên đã từng hắn hành tẩu thế gian thời điểm, sẽ mang bên trên một cái tà ác dữ tợn mặt nạ. Tăng thêm uy nghiêm, dùng đại ác mặt lộ ra lớn lôi đình thủ đoạn. Tổ sư gia, ta cùng luân hồi chi chủ tới thăm ngươi. Lê Chiếu Tân nhìn xem quỷ đạo tổ sư pho tượng, cung kính quỳ xuống, thùng thùng dập đầu. Thiên nữ cũng là thần sắc nghiêm nghị, khom người thi lễ một cái.
Diệp Thần nhìn xem pho tượng âm thầm câu thông luân hồi mộ địa, hướng quỷ đạo tổ sư dò hỏi, tiền bối, pho tượng kia tín ngưỡng nội tình có thể đầy đủ. Quỷ đạo tổ sư thấy chính mình pho tượng, tầm mắt một hồi mê ly, tựa hồ nhớ lại thời đại viễn cổ từng màn, thất thần một hồi, phương mới thở dài nói, đủ rồi, mộ chủ, ngươi chuẩn bị chút tiêu hao dùng tế phẩm, liền có thể giúp ta hiển linh. Chờ ta hiển linh về sau, ta sẽ dạy hóa tộc nhân của ta, để bọn hắn xem cho rõ, đến cùng ai mới là bằng hữu, ai mới là kẻ địch. Diệp Thần nói, tốt. Ngay sau đó, hắn liền lấy ra một chút thiên tài địa bảo, cung phụng tại pho tượng mặt trước. Lê Chiếu Tân có chút khẩn trương, hỏi, Trần Dạ huynh ngươi thật có thể nhường quỷ đạo tổ sư hiển linh. Diệp Thần nói, thử nhìn một chút liền biết, các ngươi lui ra phía sau một chút. Lê Chiếu Tân nuốt nước miếng một cái, lui lại mấy bước. Thiên nữ cũng lui về sau đi, vô cùng tò mò nhìn Diệp Thần. Diệp Thần hít sâu một hơi, bình tĩnh lại tâm tình, đưa tay đặt tại pho tượng nền móng phía trên, yên lặng kênh mương thông thiên địa pháp tắc, đồng thời nếm thử đem luân hồi mộ địa năng lượng, cùng pho tượng liên kết đến cùng một chỗ. Ông! Hư không lập tức chấn động dâng lên, một cỗ vô hình năng lượng khí triều đang cuộn trào, Diệp Thần vừa mới cung phụng thiên tài địa bảo, cũng bắt đầu chậm rãi khô héo, bên trong linh khí bị dùng làm tế hiến. Quỷ đạo tổ sư tại luân hồi mộ địa bên trong, ngồi xếp bằng, bắt đầu nếm thử đem tự thân ý chí, bắn ra đến pho tượng phía trên, dạng này có khả năng đi đến hiển linh hiệu quả. Lê Chiếu Tân khẩn trương hỏi, Trần Dạ huynh, như thế nào? Diệp Thần tầm mắt cô đọng, tính toán một thoáng, nói, hiển linh không có vấn đề, nhưng cần mấy cái canh giờ. Hắn đoán chừng chờ quỷ đạo tổ sư ý chí, chiếu đến pho tượng phía trên, ít nhất cũng cần 3 canh giờ. Lê Chiếu Tân run giọng nói, cái kia. Vậy ngươi mau một chút, ta sợ thời gian trì hoãn, chúng ta sẽ triệt để bại lộ. Diệp Thần là luân hồi chi chủ sự tình, thiên cơ quá lớn, chẳng mấy chốc sẽ triệt để khuếch tán đến toàn bộ quỷ giới bên trong đi. Đến lúc đó, thế lực khắp nơi đều sẽ biết Diệp Thần tồn tại, cái kia đưa tới gió lốc, chính là không thể tưởng tượng. Diệp Thần cũng không có hấp tấp, hắn biết dục tốc bất đạt, càng là khẩn trương thời điểm, càng phải ổn trọng xử lý. Ta trước tu luyện một hồi. Thiên nữ thấy hòn đảo này, ở vào hải trung ương, hội tụ vô tận tinh thuần quỷ đạo linh khí, đang thích hợp với nàng tu luyện quỷ đế thiên lôi thể, hiện tại nàng liền đi tới một bên, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng điều tức vận công. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy từng đầu quỷ khí lôi điện, từ trên người nàng nhảy ra đến. Loạn hồn quỷ hải bên trong quỷ khí, cũng là vù vù xoay tròn hội tụ trong cơ thể nàng, nàng thân thể tựa như một cái vòng xoáy, không ngừng hấp thu luyện hóa chung quanh quỷ khí. Đang không ngừng hấp thu luyện hóa quỷ khí thời điểm, thiên nữ vẻ mặt xuất hiện biến hóa, nhất thời trắng bệch như tờ giấy, nhất thời lại bảo bọc tối tăm chi sắc, khí tượng hết sức không ổn định, đây là tu luyện quỷ đế thiên lôi thể, khả năng đưa đến cắn trả. Diệp Thần thì tĩnh tâm tại pho tượng cùng luân hồi mộ địa ở giữa. Thành lập câu thông, thân thể của hắn phảng phất thành một đầu câu thông cầu nối. Lê Chiếu Tân ở bên cạnh đi qua đi lại, vô cùng lo lắng chờ, hắn là nắm tương lai mình sinh tử vận mệnh, đều cược tại Diệp Thần trên thân. Hắn tin tưởng Diệp Thần không phải là hại chết quỷ đạo tổ sư hung thủ, này sau lưng tất nhiên là có thiên đại hiểu lầm. Theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua, tại hắc ám trong màn đêm, quỷ đạo tổ sư pho tượng bắt đầu phát sinh dị biến. Nguyên bản vần quanh pho tượng hắc ám quỷ vụ càng lúc càng nồng nặc, như cùng một cái uốn lượn hắc long, tại pho tượng chung quanh không ngừng sôi trào. Giá hắc sương mù tản ra khí thức âm lãnh, làm người sợ hãi. Cùng lúc đó, bầu trời cũng theo đó phát sinh biến hóa kinh người. Mây đen cấp tốc hội tụ, hình thành một cái khổng lồ vòng xoáy, phảng phất giữa đất trời hắc động. Lôi đình tại đây trong hắc động nổ vang, đinh tai nhức óc, tia chớp vạch phá bầu trời đêm, chiếu sáng toàn bộ quỷ giới. Thấy này chút khí tượng biến hóa, Lê Chiếu Tân vô cùng giật mình hướng lui về phía sau mấy bước, nói tổ sư ra thật muốn hiển linh. Oanh long long, lôi minh thanh âm, càng ngày càng mãnh liệt, chấn động thiên địa, cuối cùng, tại sau 3 canh giờ, cỗ này hiển linh khí tượng đạt đến đỉnh phong nhất. Diệp Thần thu về bàn tay, mở mắt, lui ra phía sau 2 bước, ngẩng đầu nhìn quỷ đạo tổ sư pho tượng. Chỉ thấy quỷ đạo tổ sư pho tượng, khói đen bốc lên, ám quang lấp lánh. Sinh ra vô cùng biến hóa kinh người, cái kia nguyên bản cầm trong tay mặt nạ, không biết từ lúc nào, thế mà mang trên mặt. Mà lại, cái kia mặt nạ là chân thật tồn tại,
liền là đạo tông đại chủ tể, trước kia giao cho Diệp Thần thanh đồng quỷ diện, là quỷ đạo tổ sư ngày xưa mặt nạ. Giờ phút này, cái kia cổ lão dữ tợn mặt nạ đồng xanh, liền đeo tại quỷ đạo tổ sư pho tượng trên mặt, sau mặt nạ con mắt, nhảy lên xâm nghiêm màu xanh sẫm quỷ hỏa, làm cho cỗ này pho tượng, thoạt nhìn phảng phất sống lại, ẩn chứa trong đó mạnh mẽ nóng rực quỷ đạo ý chí, rung động lòng người, nhường bên cạnh Lê Chiếu Tân, bịch một tiếng lại quỳ xuống. Thiên nữ cũng là theo trong tu luyện bừng tỉnh, đứng dậy, nhìn xem pho tượng kỳ dị biến hóa, giật mình nói, quỷ đạo tổ sư thật hiển linh. Chỉ nghe một đạo to bá đạo, lại tràn ngập lạnh lùng thanh âm uy nghiêm, theo trong pho tượng truyền ra. Hồn này trở về, ta là chủ tôn, bốn phương tín đồ, mau tới bái kiến. Cái kia là quỷ đạo tổ sư thanh âm, như lôi như điện, tràn ngập khí thế cường đại, kinh thiên động địa, khiến cho đến gió lốc bừa bãi tàn phá, đại địa run rẩy, dãy núi chập chờn. Toàn bộ quỷ giới, thế lực khắp nơi, hết thảy quỷ tộc người, hết thảy dị quỷ, đều nghe được quỷ đạo tổ sư thanh âm. Quỷ trụ thánh địa, quỷ giới đứng đầu nhất tam đại thế lực một trong. Giờ khắc này ở quỷ trụ thánh địa hình bên trong, rất nhiều thuần huyết quỷ duệ, khi nhìn đến chân trời mây đen vòng xoáy, sấm chớp đại khí tượng, lại nghe được quỷ đạo tổ sư thanh âm về sau, bọn hắn chấn động không thể tưởng tượng nổi cứng đờ tại chỗ. Cái này, đây là có chuyện gì? Tổ sư gia hiển linh. Hồn này trở về tổ sư gia hồi trở lại đến rồi. Quỷ trụ thánh địa chỗ sâu, cả người đoạn nở nang, tướng mạo yêu dã cô gái tóc tím, theo mộc trong bồn tắm mở mắt, lạc ấn lấy màu tím hoa văn song đồng, lóe lên một tia vẻ mặt kỳ lạ, ngưỡng nhìn trên trời khí tượng, lẩm bẩm nói. Sư tổ còn không có triệt để vẫn diệt, cái này sao có thể? Một chỗ khác, Hồng Trần Động Thiên, cũng là quỷ giới tam đại thế lực một trong, do một cái khác chi thuần huyết quỷ duệ, Hồng Trần xốp giòn tổ kiến mà thành. Hồng Trần xốp giòn nhất mạch, chỉ có nữ quỷ tồn tại, không có nam tử. Mỗi một nữ quỷ, tướng mạo đều là đẹp đẽ xinh đẹp không tưởng nổi, giống như là trong họa người, thường xuyên tại động thiên bên trong thân trần tướng trò vui truy đuổi, tiếng cười cười nói nói không dứt. Hồng Trần xốp giòn nhất mạch thờ phụng nói, là đại hoan hỷ chi đạo, chỉ có đại hoan hỷ, mới có thể đối kháng tu luyện quỷ đạo mang đến mặt trái từng bước xâm chiếm. Giờ phút này, làm quỷ đạo tổ sư hiển linh khí tượng, làm cái kia chấn hám thiên địa thanh âm, truyền đến động thiên về sau, hết thảy tướng trục vui chơi nữ quỷ nhóm, toàn bộ đình chỉ truy đuổi cười đùa, biểu lộ trở nên kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía loạn hồn quỷ hải phương hướng. Viêm Ma Thần Điện, tam đại thế lực bên trong, một cái duy nhất dị quỷ thành lập môn phái, cũng là Viêm Thiên Đế hậu duệ lãnh địa, là quỷ tộc người trong mắt tà ác xào huyệt. Khi nhìn đến quỷ đạo tổ sư hiển linh khí tượng về sau, rất nhiều viêm ma chiến sĩ rất đỗi kinh động, bởi vì bọn hắn mẫn duệ cảm thấy được, tại đây cỗ khí lưng voi về sau, tựa hồ còn có Diệp Thần thân ảnh. Luân hồi chi chủ ở bên kia, theo ta nhanh đi nghênh đón. Một người mặc hỏa diễm áo giáp, toàn thân khí thế cuồng ngạo, râu tóc bạc trắng, già những vẫn cường mãnh lão giả, theo Viêm Ma Thần Điện chỗ sâu nhanh chân bước ra, tầm mắt nhìn chăm chú lấy bầu trời phương xa, tràn đầy thành kính cùng cương nghị vẻ mặt. Loạn hồn quỷ hải hòn đảo phía trên, Diệp Thần, Thiên Nữ, Lê Chiếu Tân ba người, cũng là thấy tứ phương vân động, có đại phong bạo muốn phát sinh. Tại quỷ đạo tổ sư thanh âm truyền ra không lâu sau, chỉ nghe một hồi suy suy tiếng xé gió, cấp tốc truyền đến. Xa xa bầu trời, có mạnh mẽ thần vương, mang theo một đám tinh nhuệ đệ tử buông xuống đúng là U Quỷ Môn trưởng môn, U Quỷ Thần Vương. Loạn hồn quỷ hải là U Quỷ Môn lãnh địa. U Quỷ Môn cũng là cách nơi này gần nhất môn phái, cho nên tại quỷ đạo tổ sư hiển linh khí tượng phát ra về sau, U Quỷ Thần Vương trước hết nhất buông xuống. Mà lại, hắn không còn là hình chiếu, mà là chân thân trực tiếp buông xuống. Trưởng môn, Lê Chiếu Tân thấy U Quỷ Thần Vương tới, lập tức kinh hỉ, lại có chút lo lắng sợ hãi. Tổ sư ra, U Quỷ Thần Vương tầm mắt, hoàn toàn nhìn chăm chú lấy pho tượng, làm thấy quỷ đạo tổ sư pho tượng. Mạnh mẽ quỷ vụ khói đen lượn lờ, mặt mang mặt nạ đồng xanh, mặt nạ sau lưng thậm chí có quỷ hỏa song đồng đang nhảy nhót, hắn liền triệt để chấn kinh. U Huyền Đình, người đằng trước muốn giết luân hồi chi chủ. Quỷ đạo tổ sư pho tượng, phát ra to thanh âm uy nghiêm, sau mặt nạ hai lân tinh, lộ ra phong duệ vẻ mặt, trong tiếng nói tràn đầy trách cứ. U Huyền Đình là U Quỷ Thần Vương tên thật, biết chi cũng không có nhiều người, hắn nghe được quỷ đạo tổ sư một câu điểm phá. Dọa đến hồn phi phách tán,
cuống quýt hạ xuống hòn đảo bên trong, bịch một tiếng quỳ gối pho tượng trước mặt. Tổ sư gia, là ngươi, thật chính là ngươi sao? Ngươi, lão nhân gia người trở về rồi. U quỷ thần vương run lẩy bẩy, thanh âm cũng là run rẩy run dữ dội hơn, lại nhìn một chút bên cạnh Diệp thần, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Diệp thần thấy trước đó bá đạo hung ác u quỷ thần vương, tại quỷ đạo tổ sư trước mặt, liền cùng một con chó một dạng tầm thường, trong lòng âm thầm buồn cười. Chỉ nghe quỷ đạo tổ sư nói ra, không phải ta còn có thể là ai. Ta đến thiên hộ, sự thần còn diệt sát không được ta, luân hồi chi chủ chính là ta truyền nhân, ngươi muốn giết hắn, chính là cùng cấp là khi sư diệt tổ, ta không tha cho ngươi. Chỉ thấy một đạo năng lượng cường đại gợn sóng, theo pho tượng bên trên truyền ra, hình thành một cỗ hắc ám khí tràng, bao phủ lại u quỷ thần vương. U quỷ thần vương toàn thân xương cốt răng rắc rung động, phảng phất muốn bị đập vụn, hắn kinh dọa đến sắc mặt trắng bệch, nói tổ sư ra. Luân hồi chi chủ không phải hại chết ngươi hung thủ sao? Hắn tại sao là ngươi truyền nhân? Quỷ đạo tổ sư quát, nói hưu nói vượn, này là sử thần chi âm mưu, các ngươi đạo tâm đã bị sử thần vặn vẹo, ngươi nhanh chóng hướng luân hồi chi chủ nói xin lỗi, về sau nghe hắn phân công là được. Hắn tại Diệp thần trước mặt khách khí, nhưng ở chính mình hậu nhân trước mặt, vậy dĩ nhiên là có đại tổ sư uy nghiêm bá đạo. U quỷ thần vương ngẩn ngơ, ngạc nhiên nhìn về phía Diệp thần. Lại là mờ mịt, hắn từ nhỏ tiếp nhận tin tức, liền là luân hồi chi chủ là đại ác côn, rất độc lựu, đại ma đầu, nào nghĩ tới quỷ đạo tổ sư lại nói, luân hồi chi chủ là hắn truyền nhân, còn muốn hắn nói xin lỗi thần phục. Hắn trong lúc nhất thời, mờ mịt không biết làm sao, cũng không dám đáp ứng, cũng không dám phản bác. Quỷ đạo tổ sư quát, nhanh không vui nhanh dập đầu nhận lầm. Ngươi trần trừ nữa một lát, ta liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thanh âm hắn mang theo một cỗ to lớn uy nghiêm, kỳ thật hắn mượn pho tượng hiển linh, chỗ có thể phát huy uy thế, tương đối có hạn, nhưng hắn thân là quỷ tộc tổ sư, đối với mình nhà hậu nhân tự nhiên có một cỗ trời sinh áp chế lực. U quỷ thần vương nghe được quỷ đạo tổ sư tiếng quát, toàn thân lạnh cóng, không dám chống đỡ, lập tức mặt hướng Diệp thần, thùng thùng dập đầu nhận lầm, luân hồi chi chủ, ta sai rồi, người đại nhân có đại lượng, không muốn cùng nhỏ trách móc. Diệp thần nhìn thấy u quỷ thần vương, lại thật hướng mình dập đầu nhận lầm, khóe miệng nhịn không được lộ ra một cái mỉm cười, chính là muốn nói cái gì, đột nhiên bộc một tiếng, một đạo tử quang từ vạn giảm hư không bên ngoài, bạo sát tới, chỉ nhất kích, liền đánh nát quỷ đạo tổ sư pho tượng. Quỷ đạo tổ sư pho tượng, ầm ầm sụp đổ, đầy trời loạn thạch bay tứ tung, khuấy động trên trời phong vân, lại ào 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 rơi vào loạn hồn quỷ hải bên trong, tóe lên kinh đào hải lãng. Lần này nổi lên biến cố, Nhậm Thùy cũng không nghĩ tới. Theo quỷ đạo tổ sư pho tượng phá toái đầy trời hiển linh khí tượng, toàn bộ tiêu tán đi chỉ còn lại có một cái thanh đồng quỷ diện, loảng xoảng một tiếng rớt xuống đất. Luân hồi mộ địa bên trong, bởi vì chính mình pho tượng đột nhiên bị đánh nát, quỷ đạo tổ sư kêu lên một tiếng đau đớn, ngũ quan một hồi vặn vẹo run rẩy. U quỷ thần vương ngây dại, quay đầu nhìn về phía phương xa hư không. Pho tượng đột nhiên bị đánh nát. Diệp thần thân thể cũng là chấn động, tầm mắt co vào, nhìn về phía phương xa chân trời, chỉ cảm thấy một cỗ kinh thiên thiên đế uy áp, bạo tập gào thét tới. Bầu trời phương xa, tử khí mờ mịt, ánh sáng tím vạn đạo, đế khí trùng thiên, một cái tóc tím váy đen nữ tử, mang theo kinh thiên uy nghiêm, phá không lướt ngang tới, ven đường không gian đều bị xoắn nát, phong vân nổ tung, phía sau nàng còn đi theo rất cường đại thuần huyết quỷ duệ. Tử mị u cơ đại nhân. U quỷ thần vương thấy cô gái tóc tím kia, lập tức kinh hãi đến tột đỉnh, hắn tuy là thần vương, nhưng cùng cô gái tóc tím kia so sánh, nhỏ bé như sâu kiến. Bởi vì cô gái tóc tím kia, chính là quỷ giới tam đại thiên đế một trong, quỷ trụ thánh địa chúa tể, tử mị u cơ. Vừa mới chính là tử mị u cơ, nhất kích đánh nát quỷ đạo tổ sư pho tượng. Tử mị u cơ mang theo đại lượng quỷ tộc cường giả, buông xuống đến hòn đảo bên trong. Mạnh mẽ thiên đế khí chàng làm cho toàn bộ loạn hồn quỷ hải, kịch liệt sôi trào bạo động, nước biển trùng thiên hóa mưa, ào 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 hạ xuống, lại bị nàng khí chàng toàn bộ bắn ra. Luân hồi chi chủ, ta còn tưởng rằng quỷ đạo tổ sư thật hiền linh, nguyên lai bất quá là ngươi tại giả thần giả quỷ. Tử mị u cơ dương mắt lạnh lẽo Diệp thần, thanh âm như vạn niên hàn băng lạnh lẽo. U quỷ thần vương ngây dại, nói. U cơ đại nhân, cái này. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ không phải tổ sư ra hiển linh sao?
Tử Mị U Cơ âm thanh lạnh lùng nói, nơi nào có cái gì hiển linh, chẳng qua là tiểu tử này cố làm ra vẻ bí ẩn cho xiếc. Năm đó hắn thấy chết không cứu, hại chết tổ sư gia, hôm nay ngược lại ngụy trang thành tổ sư gia truyền nhân, U Huyền Đình, người bị hắn lừa. U Quỷ Thần Vương kinh ngạc thất thần, là, sao? Tử Mị U Cơ con ngươi vô cùng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Diệp Thần, nhanh chân tới gần, luân hồi chi chủ, dừng ở đây rồi, người hại chết sư tổ ta, lại vẫn dám bước vào ta quỷ giới địa bàn, đơn giản tự tìm đường chết. Ta muốn đem ngươi, xây tiến vào tinh khung đường sắt bên trong. Tiếng nói vừa ra, Tử Mị U Cơ toàn thân bùng nổ màu tím tà khí, thần quang bừng bừng, trong lòng bàn tay hiện ra một thanh dài nhỏ đao, hoành phá hư không chém thẳng hướng Diệp Thần. Diệp Thần cực kỳ chấn động, không có nghĩ đến cái này Tử Mị U Cơ, lại hung ác như thế. Luân hồi mộ địa bên trong quỷ đạo tổ sư bởi vì pho tượng phá toái, nhận phản thương, giờ phút này khí tức không kế, mắt thấy Tử Mị U Cơ giết tới, hét lớn, mộ chủ nhanh lên. U Cơ đứa nhỏ này, vẫn là như thế tùy hứng hung ác, nàng đạo tâm bị sử thần vặn vẹo quá lợi hại, ngay cả ta hiển linh đều không nhận, nhanh lên. Quỷ đạo tổ sư vừa mới hiển linh, có thể trấn nhiếp U Quỷ Thần Vương, nhưng vô pháp trấn nhiếp Tử Mị U Cơ cái này thiên đế. Thậm chí, Tử Mị U Cơ còn tưởng rằng, cái gọi là hiển linh, chẳng qua là Diệp Thần cố làm ra vẻ bí ẩn cho xiếc, nàng muốn trực tiếp ra tay chém giết Diệp Thần không hề nể mặt mũi, hung ác lăng lệ cực điểm. Diệp Thần lôi kéo thiên nữ cấp tốc lui lại, dùng thực lực của hắn, tự nhiên trăm triệu không phải Tử Mị U Cơ địch thủ. U Cơ đại nhân, cái này, trong này ta nghĩ nhất định là có hiểu lầm gì đó. U Quỷ Thần Vương vội vàng nói, hắn hồi tưởng lại vừa mới quỷ đạo tổ sư hiển linh khí tượng, thực sự không giống như là giả, hắn liền đứng dậy, mong muốn khuyên can Tử Mị U Cơ. Xoẹt, Tử Mị U Cơ một đao, đem U Quỷ Thần Vương chặn ngang chém. Hoàn toàn không nghe khuyên ngăn, ra tay chi hung ác, thủ đoạn chi lăng lệ tàn khốc, quả thực là kinh người. U Quỷ Thần Vương bị chém giết, hai con ngươi trừng lớn, khuôn mặt dừng lại lấy kinh ngạc vẻ mặt. Diệp Thần thấy thế, trong lòng càng là chấn động. Ha ha, Tử Mị U Cơ, làm thực sao lớn như vậy hỏa khí. Đúng lúc này, chỉ nghe một hồi già nua sơ lãng thanh âm, từ phương xa truyền đến. Phương xa chân trời liệt hỏa cuồn cuộn. Một người mặc hỏa diễm áo giáp lão giả, mang theo một đám viêm ma chiến sĩ hàng lâm xuống. Lão giả thân hình khôi ngô như núi, khí thế hùng hùng tráng rộng rãi, lại cũng có được thiên đế cảnh thực lực, cùng Tử Mị U Cơ so sánh, không kém cỏi chút nào, gánh vác lấy một cây chiến thương, mũi thương trực chỉ thương khung, bá khí phi phàm. Viêm Hoàng Đại Si, sao ngươi lại tới đây? Tử Mị U Cơ thấy lão giả này, đôi mắt đẹp lập tức run lên. Lão giả này chính là Viêm Ma Thần Điện điện chủ, quỷ giới ba đại chí cao thiên đế cường giả một trong, kỳ danh là Viêm Hoàng Đại Si. Viêm Hoàng Đại Si cười tủm tỉm nói, quỷ đạo tổ sư hiển linh, chuyện lớn như vậy, ta làm sao dám không đến. Chỉ bất quá, nghĩ không ra ngươi thế mà khi sư diệt tổ, nắm chính mình tổ sư ra pho tượng, đều cho đánh nổ. Tử Mị U Cơ khinh thường nói, vậy chỉ bất quá là luân hồi chi chủ tiểu tử này trò xiếc, ta tất giết hắn. Viêm Hoàng Đại Si cười nói, người muốn giết hắn, ta lại nghĩ nghênh đón hắn coi ta Viêm Ma Thần Điện Thánh Tử. Hắn ánh mắt mang theo thành kính cùng có ý tôn trọng, nhìn về phía Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, mời theo ta hồi trở lại Viêm Ma Thần Điện, chấp trưởng Thánh Tử quyền hành ngươi là Viêm Thiên Đế Lão Tổ Hậu Nhân, chúng ta nguyện phụng ngươi vi tôn, thề chết cũng đi theo. Nghe vậy, Diệp Thần tầm mắt chuyển động, trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh, trước đây tại tinh khung đường sắt thời điểm. Viêm Ma Thần Điện liền có đại lượng chiến sĩ xuất động, nghĩ đến đón hắn trở về, bây giờ điện chủ Viêm Hoàng Đại Si càng là tự mình ra mặt. Viêm Thiên Đế đế thủ, ngay tại Viêm Ma Thần Điện bên trong, Diệp Thần tự nhiên là mong muốn, mà lại Viêm Thiên Đế hậu nhân, làm sao lại lưu lạc thành Viêm Ma dị quỷ, Diệp Thần cũng muốn biết sau lưng che giấu, liền hướng Viêm Hoàng Đại Si nói. Tiền bối nghĩ phụng ta làm cái gì thánh tử tôn chủ, ta là không dám nhận, nhưng trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Cũng muốn hướng tiền bối cầu giải. Viêm Hoàng Đại Si cười ha ha, nói cái kia rất tốt, người theo ta cùng nhau trở về là được. Nói xong, hắn nhanh chân bước ra, muốn hạ xuống Diệp Thần bên người, mang Diệp Thần rời đi. Tử Mị U Cơ quát, Viêm Hoàng Đại Si, ngươi dám. Trong tay nàng đao vung lên, một vệt sáng chói lăng lệ màu tím đao mang, chảm phá hư không cuồng giết mà ra.
Viêm Hoàng Đại Si rút ra sau lưng chiến thương, một thương quét ngang, đem cái kia màu tím đao mang đánh nát, hai bên giao phong, khí thế lực lượng ngang nhau. Tử Mị U Cơ, ta khuyên ngươi vẫn là không nên quá xúc động, hôm nay nếu là chúng ta vạch mặt, thật quyết chiến dâng lên, chẳng qua là ngọc thạch câu phần. Ta nhớ không lầm, 7 ngày sau liền là đại quỷ tế, ngươi cũng không muốn chậm trễ quỷ đồ cúng thức a. Nghe nói lời ấy, Tử Mị U Cơ trong lòng run lên, trên mặt lộ ra một vệt vẻ do dự. Liền là lần này lưỡng lự, Viêm Hoàng Đại Si nắm bắt cơ hội, bắt lấy Diệp Thần đầu vai, nói, đi. Liền dẫn Diệp Thần rời đi. Thiên nữ thấy thế, cũng là vội vàng đi theo. Viêm Ma Thần Điện rất nhiều chiến sĩ, thì là cảnh giác đề phòng đi sau cùng. Tử Mị U Cơ tiến lên trước hai bước, mong muốn đuổi theo, nhưng giống như có điều cố kỵ, cuối cùng không có động tác, mắt thấy Viêm Hoàng Đại Si, mang đi Diệp Thần. Diệp Thần tâm hiện bên trong suy nghĩ muôn vàn, đi theo Viêm Hoàng Đại Si, một đường phá không xuyên vân, không biết xuyên qua nhiều ít vạn dặm, cuối cùng đi tới Viêm Ma Thần Điện lãnh địa. Viêm Ma Thần Điện lãnh địa, một mảnh mênh mông mà thần bí cảnh tượng hiện ra ở Diệp Thần trước mắt. Hắn đứng ở một tòa ngọn núi to lớn đỉnh, bốn phía mây mù lượn lờ, tựa như đặt mình vào tiên cảnh. Viêm Ma Thần Điện lãnh địa bị một đường to lớn hỏa diễm vòng bảo hộ bao phủ, tản mát ra nóng bỏng hồng quang, phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Này mảnh trong lãnh địa sông núi chập trùng, kỳ hoa dị thảo trải rộng, mỗi một gốc thực vật đều tản mát ra nóng rực khí tức, giống như ẩn giấu đi vô tận hỏa diễm năng lượng. Đi theo Viêm Hoàng Đại Si, Diệp Thần cùng Thiên Nữ xuyên qua một đầu quanh co thềm đá, đi tới Viêm Ma Thần Điện cửa chính. Trước cửa đứng sừng sững lấy hai tòa thật to tượng đá, cao vút trong mây, sinh động như thật khắc họa lấy hai tôn uy vũ Viêm Ma chiến sĩ, cầm trong tay hỏa diễm trường kiếm, tầm mắt sáng ngời có thần, phảng phất tùy thời đều có thể theo trong tượng đá thoát ly mà ra. Đẩy ra cổ lão trầm trọng cửa lớn, Diệp Thần tiến nhập thần điện nội bộ. Một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, khiến cho hắn thấy phảng phất đưa thân vào trong ngọn lửa. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi lưu huỳnh, tựa hồ là Viêm Ma thần quỷ khí tức. Thần điện nội bộ rộng rãi trang nghiêm, bốn phía trên vách tường điêu khắc đủ loại Viêm Ma hình ảnh, sinh động như thật. Ngay chính giữa là một tòa thật to hỏa diễm tế đàn, đàn bên trên thiêu đốt lên một đoàn hừng hực liệt hỏa, ngọn lửa nhấp nháy ở giữa tản mát ra mãnh liệt năng lượng ba động. Tại thần điện đầu bắc, thì đứng sừng sững lấy một tòa thật to to lớn pho tượng, Diệp Thần xem xét, đó chính là Viêm Thiên Đế pho tượng. Viêm Ma dị quỷ đồ đằng phù điêu, Viêm Thiên Đế pho tượng, xen lẫn tại Diệp Thần trước mắt, tràng diện có chút mộng ảo. Luân hồi chi chủ, hoan nghênh đi vào Viêm Ma thần điện. Tệ chỗ đơn sơ, còn xin ngươi đừng trách móc. Viêm Hoàng Đại Si khom người hướng Diệp Thần thi lễ một cái, nói. Diệp Thần lại nhíu mày, hỏi tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, các ngươi đã là Viêm Thiên Đế hậu duệ, như thế nào lại biến thành Viêm Ma dị quỷ? Từ trên người Viêm Hoàng Đại Si Diệp Thần cũng không có bắt được Viêm Thiên Đế tương quan huyết mạch khí tức, chỉ cảm nhận được Viêm Ma dị quỷ khí tức. Nghe được Diệp Thần hỏi thăm, Viêm Hoàng Đại Si lộ ra một vệt vẻ bất đắc dĩ, ai một tiếng thở dài một hơi, vuốt râu lắc lắc đầu nói, việc này nhắc tới cũng là bất đắc dĩ. Năm đó Viêm Thiên Đế đại nhân ngã xuống, ta anh chủng thế gia hậu duệ, vì tránh né kiếm ma cùng cửu thiên phục long giáo truy sát, khắp nơi chạy trốn tránh họa, cuối cùng mạo hiểm đi tới quỷ giới. Ta này một chi tộc nhân, nắm giữ Viêm Thiên Đế lớn đầu người sọ, lúc ấy quỷ giới tam đại thế lực bên trong Viêm Ma thần điện, nhìn chúng Viêm Thiên Đế đại nhân đế thủ. Bởi vì bọn họ là một đám Viêm Ma dị quỷ, thiên sinh tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Viêm Thiên Đế đại nhân đế thủ, đối bọn hắn có lực hấp dẫn cực lớn. Lúc ấy bọn hắn hứa hẹn, chỉ cần dâng lên đế thủ, bọn hắn có khả năng cho chúng ta cung cấp bảo hộ. Ta lúc ấy, cũng là cùng đường mạt lộ, liền đầu phục Viêm Ma thần điện, cũng đổi tên đổi họ, từ đó tại quỷ giới ẩn cư lại, không cùng bên ngoài phân tranh. Diệp Thần nghe Viêm Hoàng Đại Si nói tới chuyện cũ, cũng nằm trong dự liệu, nói cái kia sau đó thì sao? Viêm Hoàng Đại Si nói, sau này nha, chỉ có thể nói dị quỷ chung quy là dị quỷ, thay đổi thất thường, tâm tư ngoan độc, không đủ cùng mưu, cũng không đáng đến tín nhiệm. Bọn hắn rõ ràng nói muốn bảo hộ chúng ta, nhưng sau này rồi lại bội bạc, nghĩ đem chúng ta toàn bộ giết, nói chúng ta sống sót cũng là lãng phí tài nguyên, Viêm Ma thần điện không có có nhiều như vậy tài nguyên cho chúng ta tiêu hao. Ta tất nhiên là không muốn ngồi chờ chết, dẫn đầu tộc nhân chống lại, cuối cùng hai bên tử chiến, tộc ta có Viêm Thiên Đế đại nhân bảo hộ,
cuối cùng may mắn giết ngược lại viêm ma thần điện. Nhưng những viêm ma đó dị quỷ, thực lực cũng là 10 điểm cường hãn, tại diệt sạch trước, quỷ khí ký sinh đến chúng ta huyết mạch bên trong. Thân ở quỷ giới, chúng ta không thể thoát khỏi cái kia quỷ khí ký sinh, dần ra, tự thân cũng lưu lạc biến thành dị quỷ, thật sự là vô cùng thống khổ. Nói xong lời cuối cùng, Viêm Hoàng Đại Si trong tiếng nói tràn đầy buồn khổ dày vò chi ý, bọn hắn xuất thân anh chủng thế gia, vốn là tinh không phía trên chủng tộc, sau này theo Viêm Thiên Đế lưu lạc đến không không lúc nào không. Huyết mạch của bọn hắn vô cùng cao quý, có được tinh không vĩ lực, nhưng sau này lại bị viêm ma dị quỷ ký sinh, triệt để luân hãm, theo cao quý tinh không chủng tộc, sa đọa biến thành dị quỷ, này phần thống khổ, tất nhiên là vô cùng nồng đậm. Mà lại, tại quỷ giới bên trong, bọn hắn cũng không được tôn trọng, bản thân liền là người xứ khác, sau này lại sa đọa thành dị quỷ, tại Tư Vô Tà cùng Hồng Trần Xốp Giòn hai chi thuần huyết quỷ duệ xem ra, vậy dĩ nhiên là tà ác quái vật. Một bên thiên nữ, nghe xong Viêm Hoàng Đại Si theo như lời nói, tầm mắt hơi hơi nhất chuyển, nói các ngươi nói Diệp Thần là cái gì tiên đoán con trai, có thể chừng cứu các ngươi, nghĩ đến là muốn dựa vào hắn tịnh hóa quỷ khí, để cho các ngươi khôi phục hình người. Viêm Hoàng Đại Si nói, đúng vậy, đúng là như thế. Dừng một chút, hắn lại lộ ra mờ mịt thần sắc bất đắc dĩ, nói, nhưng, đã nhiều năm như vậy, viêm ma dị quỷ khí sinh tại chúng ta trong huyết mạch quỷ khí. Đã triệt để phá hủy chúng ta vốn có huyết mạch, tại trên người chúng ta, đã nhìn không ra có Viêm Thiên Đế đại nhân huyết mạch khí tức. Đã từng tồn tại ở bên trong thân thể chúng ta tinh không pháp tắc, đã triệt để sụp đổ, bây giờ chúng ta, hiển nhiên liền là một đám viêm ma dị quỷ, nếu như nắm quỷ khí tịnh hóa đi, ta đoán chừng cũng không thể khôi phục nguyên hình, sẽ chỉ dẫn đến hủy diệt. Thanh âm hắn 10 điểm dày vò thống khổ, Diệp Thần xuất hiện đến quá muộn, bọn hắn vốn có huyết mạch cùng pháp tắc. Đã triệt để bị phá hủy đi, hiện tại viêm ma quỷ khí, chiếm cứ toàn thân bọn họ cùng đã từng những viêm ma đó dị quỷ, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Nếu là tướng quỷ khí tịnh hóa đi, cùng cấp đem bọn hắn giết chết. Diệp Thần sầm mặt lại, cũng thấy chuyện nghiêm trọng, nói tiền bối, ta đây muốn như thế nào mới có thể đến giúp các ngươi. Viêm Hoàng Đại Si suy nghĩ một chút, nói, lưu lạc thành dị quỷ, lớn nhất thống khổ. Liền là dị quỷ trời sinh là bị ô nhiễm chủng tộc, tinh thần tư tưởng điên cuồng hỗn loạn, này chút hỗn loạn tinh thần tư tưởng, để cho chúng ta thừa nhận cực lớn dày vò. Tại chúng ta viêm ma thần điện bên trong, mỗi người đều mắc có nghiêm trọng đau đầu chứng, một khi phát tác dâng lên, vậy thì thật là sống không bằng chết. Giải quyết chi pháp, chỉ có tìm kiếm một tòa hải đăng, trấn áp hỗn loạn tư tưởng để đạo tâm khôi phục vững chắc. Luân hồi chi chủ, chỉ cần ngươi có thể chấp trưởng thánh tử quyền hành. Coi ta viêm ma thần điện thánh tử, trở thành chúng ta hải đăng, cái kia chắc hẳn có thể giải quyết ta viêm ma thần điện khốn khổ. Diệp Thần sững sờ, nói, chỉ đơn giản như vậy. Viêm Hoàng Đại Si lắc lắc đầu nói, không phải, này tuyệt không đơn giản, ngươi làm chúng ta hải đăng, chúng ta trên tinh thần thống khổ, liền sẽ chuyển gả cho ngươi, một khi ngươi không chịu nổi, tự thân liền sẽ nổi điên. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, nói, chỉ là như vậy sao? Ta luân hồi đạo tâm vững chắc, có 102 chư thiên, các ngươi cứ yên tâm đi, thế gian này không có bất kỳ cái gì tinh thần hoang mang, có thể tổn thương được ta. Lời nói này nói đến 10 điểm tự tin, Diệp Thần cũng xác thực có tự tin lực lượng. Không nói những cái khác, đơn thuần dùng đạo tâm tu vi mà nói, Diệp Thần tự nhận thứ hai, không ai dám nhận đệ nhất. Luân hồi đạo tâm cường hãn vững chắc, có thể nói là ngạo thị quần hùng, quán quân chư thiên. Đơn thuần dùng đạo tâm tu vi mà nói, toàn bộ không không lúc nào không, không người có thể thắng được Diệp Thần. Viêm Hoàng Đại Si ngẩn ngơ không nghĩ tới Diệp Thần tự tin như vậy, hắn theo Diệp Thần ánh mắt kiên định bên trong, cũng cảm nhận được Diệp Thần mạnh mẽ nội tâm, lập tức kích động nói cái kia rất tốt, luân hồi chi chủ, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Dừng một chút, Viêm Hoàng Đại Si lại trần chờ nói, chỉ bất quá, ngươi Viêm Thiên Đế đạo thống, cuối cùng vẫn là tàn khuyết, cũng không có viên mãn. Còn không thích hợp xung làm ta viêm ma thần điện hải đăng. Ít nhất, người muốn bắt đến Viêm Thiên Đế lớn đầu người sọ, chấp trưởng cái kia viên đế thủ, bù đắp đạo thống, kể từ đó, hải đăng mới tính hoàn mỹ. Diệp Thần gật đầu nói, ừm, tiền bối, người đem đế thủ cho ta chính là. Viêm Thiên Đế cánh tay, Thiên Đế chân, Thiên Đế thân, Diệp Thần đều đã dung hợp, chỉ kém một khỏa Thiên Đế đầu, liền có thể triệt để viên mãn. Chờ bù đắp Viêm Thiên Đế đạo thống, Diệp Thần thiên hỏa mệnh tinh,
cũng có thể đi theo tiến một bước lớn mạnh. Hắn mạo hiểm tiến vào quỷ giới, bên trong một cái mục tiêu, chính là luyện hóa Viêm Thiên Đế đế thủ. Nghe được Diệp Thần, Viêm Hoàng Đại Si lại lộ ra một cỗ thần sắc chần chờ. Thấy thế, Diệp Thần nhướng mày, mơ hồ thấy không đúng, hỏi tiền bối, cái kia viên đế thủ, khó đạo xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không trong tay ngươi. Cẩn thận cảm ứng một thoáng, Diệp Thần chính là kinh ngạc phát hiện, phóng nhãn toàn bộ Viêm Ma Thần Điện, tựa hồ cũng không có đế thủ tồn tại, hắn không có cảm ứng được đế thủ khí tức. Viêm Hoàng Đại Si trầm ngâm không đáp, suy tư một hồi lâu, mới thở dài nói, đế thủ hoàn toàn chính xác xảy ra chút ngoài ý muốn, luân hồi chi chủ, ta hai ngày nữa sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. Này hai ngày thời gian, ngươi ngay tại ta Viêm Ma Thần Điện, thật tốt tu luyện một thoáng, trước quen thuộc trật tự pháp tắc lại nói, không phải ta coi như nói cho nễ đế đầu hạ lạc, ngươi cũng không có khả năng cầm tới. Diệp Thần thấy Viêm Hoàng Đại Si bộ dáng như thế, nghĩ thầm, đế thủ quả nhiên là xảy ra vấn đề. Hắn nhịp tim không hiểu ra tốc dâng lên, lại vô hình thấy khẩn trương, mơ hồ ở giữa, tựa hồ dự cảm được đế thủ sau lưng, có sử thần cái bóng. Luân hồi chi chủ, đây là ta Viêm Ma Thần Điện nhiều năm tâm huyết sáng tạo ra công pháp, có thể nhường ngươi tốc độ cao tăng cao tu vi, cùng thiên địa tương dung, quen thuộc trật tự. Viêm Hoàng Đại Si lại móc ra một mảnh ngọc giản, giao cho Diệp Thần. Phần thiên hô hấp pháp. Diệp Thần ồ một tiếng. Chỉ thấy ngọc giản kia phía trên, tuyên khắc lấy phần thiên hô hấp pháp 5 chữ. Viêm Hoàng Đại Si nói, môn này phần thiên hô hấp pháp, là xem nghĩ phương pháp tu luyện, thông qua quan tưởng thiên hỏa mệnh tinh, hấp thu chí cương chí liệt, quá sức tinh thuần hỏa diễm năng lượng, tới đề cao tu vi của bản thân, cũng có thể hóa giải nội tâm ma chướng. Chính là dựa vào môn này phần thiên hô hấp pháp, không ngừng quan tưởng thiên hỏa mệnh tinh, ta Viêm Ma Thần Điện mọi người. Mới có thể miễn cưỡng bảo trì đạo tâm tỉnh táo, không có triệt để bị dị quỷ tà sát nuốt hết nổi điên. Luân hồi chi chủ, bản thân ngươi liền có được thiên hỏa mệnh tinh, không cần quan tưởng, thiên hỏa mệnh tinh là thân thể ngươi một bộ phận, ngươi tu luyện môn này phần thiên hô hấp pháp, có thể mức độ lớn nhất kích phát tiềm lực, điều động thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, có chỗ tốt cực lớn. Nghe vậy, Diệp Thần tầm mắt lập tức sáng lên, thiên hỏa mệnh tinh lợi hại, hắn đương nhiên là biết đến. Nếu như có thể mức độ lớn nhất kích phát tiềm lực, tu vi của hắn, đoán chừng cũng có thể đi theo tăng lên. Đa tạ, tiền bối, vậy ta đây hai ngày, ngay tại ngươi trong thần điện tu luyện một thoáng, ta chắc chắn có sở thành quả. Diệp Thần nhận lấy ngọc giản, ôm quyền nói tạ. Viêm Hoàng Đại Si gật gật đầu, liền gọi người an đốn Diệp Thần. Diệp Thần cùng thiên nữ, ngay tại Viêm Ma Thần Điện bên trong, tạm thời dàn xếp lại, ở tại một chỗ trong đình viện. Diệp Thần lại đem trước tại tinh khung đường sắt bên trong, chết trận Viêm Ma các chiến sĩ, toàn bộ sống lại, chính là báo đáp. Viêm Ma Thần Điện đình viện, hỏa linh viên bên trong, Diệp Thần cùng thiên nữ xếp bằng ở một chỗ hồ nhân tạo hai bên. Thiên nữ tu luyện quỷ đế thiên lôi thể, chỗ này hỏa linh viên có tụ linh trận, hội tụ trong địa mạch tinh thuần quỷ khí, hết sức thích hợp với nàng tu luyện. Chỉ bất quá, lúc tu luyện, thiên nữ tú mi nhíu chặt lộ ra không quá dễ chịu. Đây là bởi vì, nàng cũng không có quỷ đạo thiên phú, cho nên tu luyện quỷ đạo một đường công pháp, sẽ phá lệ gian nan. Nàng cũng không giống như Diệp Thần, thiên phú toàn thông, nàng am hiểu hơn tiên đạo một loại thần thông, quỷ đạo chi pháp đối với nàng mà nói, độ khó cực lớn, cánh cửa cực cao, nếu như không phải là vì tăng cường thể chất, đi rèn đúc thần chu thiên kiếm, nàng tuyệt sẽ không tiêm nhiễm này loại tà môn thuộc tính công pháp. Diệp Thần thì lại yên lặng tu luyện phần thiên hô hấp pháp môn này phần thiên hô hấp pháp, là hỏa thuộc tính công pháp, tầng dưới chót pháp tắc là thông qua quan tưởng thiên hỏa mệnh tinh, thu hoạch hỏa diễm năng lượng, luyện thể rèn tâm, tăng cường thể xác tinh thần cường độ. Hô hút. Diệp Thần không ngừng điều tức, cặp suy trì tự thân hô hấp tiết tấu, hắn không cần quan tưởng, bởi vì thiên hỏa mệnh tinh, ngay tại hắn trong cơ thể. Theo phần thiên hô hấp pháp vận chuyển, Diệp Thần thấy trong cơ thể thiên hỏa mệnh tinh bắn ra đại lượng nóng rực nóng bỏng năng lượng linh khí, không ngừng tràn vào quanh người hắn kinh mạch bên trong, đang điên cuồng rèn luyện hắn gân cốt mệnh mạch. Theo cỗ này thiên hỏa năng lượng lưu chuyển, Diệp Thần cũng là thấy trận trận nóng bỏng cùng thoải mái, tự thân tu vi linh khí tại không ngừng tăng lên lấy. Viêm Hoàng Đại Si nói không sai, môn này phần thiên hô hấp pháp, đối Diệp Thần tới nói, đích thật là có chỗ tốt cực lớn, có thể giúp hắn kích phát thiên hỏa mệnh tinh tiềm ẩn năng lượng. Đại lượng thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, bị kích phát ra đến,
giống như là núi lửa phun trào, tại Diệp Thần trong cơ thể nổ tung cuồn cuộn, cũng tràn đầy ra ngoài thân thể, hình thành kinh thiên hỏa diễm tấm lụa, nghịch trùng thiên không, tướng quỷ giới tối tăm bầu trời, đều vọt thẳng phá mất, xuất hiện một cái lỗ thủng lớn, oanh long long tiếng vang không dứt. Tại tu luyện một ngày qua đi, răng rắc một tiếng, Diệp Thần thấy trong cơ thể tu vi bình tĩnh, tựa hồ bị đánh vỡ. Tu vi cảnh giới của hắn, mãnh liệt đột phá đến thần đạo cảnh 8 tầng sơ giai mức độ. Rất tốt, thế mà để cho ta đột phá này phần thiên hô hấp pháp, quả nhiên là tinh diệu. Quả thực là vì ta lượng thân đặt trước tạo. Cảm thấy được chính mình sau khi đột phá cảnh giới, Diệp Thần bên trong lòng không khỏi một hồi vui sướng, thiên hỏa mệnh tinh tiềm năng kích phát, hắn trực tiếp thu hoạch được lợi ích khổng lồ, tu vi đột phá tấn thăng. Theo Diệp Thần đột phá, một cỗ bàng bạc hạo đãng thiên hỏa khí tượng từ trên người hắn bắn ra, như ngàn vạn đóa cháy hừng hực hỏa diễm trên không trung bốc lên. Cỗ khí thế này như dãy núi nguy nga nhường hết thảy người nhìn thấy đều thấy tim đập nhanh. Trên bầu trời đám mây bị trong nháy mắt xua tan, thay vào đó là một mảnh đỏ bừng ánh lửa. Hỏa diễm cháy hừng hực tạo thành một cái to lớn hỏa diễm vòng xoáy, đem không khí chung quanh đều nóng bỏng vặn vẹo. Hỏa diễm bên trong mơ hồ có phượng hoàng thân ảnh như ẩn như hiện, nó giơ cao lên đầu, cánh bày ra, toàn bộ thân thể tản ra hào quang chói sáng. Hỏa diễm phượng hoàng tê minh thanh vang tận mây xanh, phảng phất tại tuyên cáo Diệp Thần quật khởi. Diệp Thần thân thể bao phủ tại đây cỗ thiên hỏa khí tượng bên trong, thân thể của hắn, dọc theo một đầu nối liền trời đất hỏa trụ thăng thiên mà lên, xuất hiện tại hỏa diễm vòng xoáy trung tâm, phảng phất trở thành hỏa diễm chúa tể. Ánh mắt của hắn như là hỏa diễm nóng bỏng, để lộ ra vô tận uy nghiêm cùng bá khí. Khi hắn bước ra một bước, thiên địa đều phảng phất tại run rẩy, hỏa diễm đi theo cước bộ của hắn bùng cháy, tạo thành một đầu hỏa diễm chi lộ. Hắn mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy cháy hừng hực thanh âm, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều nhóm lửa. Diệp Thần trôi nổi ở trên trời, thân ảnh của hắn cao lớn mà uy nghiêm, như là một tòa hỏa diễm chi thần hóa thân. Hắn thiên hỏa khí tượng nhường hết thảy người nhìn thấy cũng vì đó khuynh đảo, đối lực lượng của hắn cùng uy nghiêm đều tâm sinh kính sợ. Toàn bộ Viêm Ma thần điện, tất cả mọi người thấy được Diệp Thần thân ảnh, lập tức bị cỗ này rộng rãi đột phá khí tượng rung động đến. Cỗ này khí tượng, thậm chí cấp tốc khuếch tán đến toàn bộ quỷ giới, dẫn phát chấn động mạnh. Quỷ trụ thánh địa, hồng trần động thiên, còn thật nhiều môn phía thế lực, đều thấy được phương xa chân trời hỏa diễm khí tượng, ngày xưa tối tăm quỷ giới bầu trời, giờ phút này có từng mảnh dáng đỏ tại lưu động. Cái đó là, luân hồi chi chủ khí tượng, là thiên hỏa mệnh tinh khí tượng. Cái tên này, như thế đại khí tượng, xem ra đích thật là có chút lợi hại a. Hắn lợi hại như vậy, làm sao trơ mắt nhìn xem quỷ đạo tổ sư bỏ mình, cũng không đi cứu vớt. Hừ, hắn càng lợi hại, đối ta quỷ giới uy hiếp lại càng lớn a, thậm chí đã cùng Viêm Ma dị quỷ cấu kết. Rất nhiều thanh âm vang lên, đối Diệp Thần đột phá, rất nhiều quỷ đạo thế lực, đều tràn đầy kiêng kỵ. Diệp Thần chậm rãi thu liếm lại đột phá khí tượng, yên lặng điều tức lấy, vững chắc tự thân vừa mới đột phá cảnh giới. Một bên thiên nữ lại sớm bị Diệp Thần khí tượng sở kinh động, cảm thụ được Diệp Thần cường hãn khí tức, nàng biểu lộ cũng biến thành có chút phức tạp, cảm thấy suy nghĩ, ta cùng Diệp Thần chênh lệch, càng lúc càng lớn, chỉ có thành công rèn đúc thần Chu Thiên Kiếm, mới có đền bù đuổi theo khả năng. Hai người lại tu luyện một ngày, chờ đến sáng sớm hôm sau, Viêm Ma thần điện điện chủ Viêm Hoàng Đại Si, mang theo mấy cái trưởng lão, đi vào hỏa linh viên bên trong. Diệp Thần cùng thiên nữ đứng dậy nghênh đón. Luân hồi chi chủ, chúc mừng đột phá. Viêm Hoàng Đại Si cười ha hả hướng về Diệp Thần chắp tay nói chúc. Diệp Thần nói, đều là tiền bối trợ lực, nếu như không phải cái kia phần thiên hô hấp pháp, ta cũng không có thể đột phá nhanh như vậy. Hai ngày này tu luyện, Diệp Thần tu vi đột phá, tự thân cũng quen thuộc quỷ giới địa mạch pháp tắc trật tự, khí tức cùng cái thế giới này đã có thể hòa làm một thể. Viêm Hoàng Đại Si tầm mắt lại nhìn phía thiên nữ. Nhìn thấy thiên nữ vẻ mặt có chút điểm tái nhợt, không khỏi nhướng mày, nói, vị này thiên nữ cô nương, khí sắc tựa hồ không tốt lắm. Thiên nữ thở phào một hơi, bất đắc dĩ nói, ta tu luyện quỷ đạo công pháp, rất nhiều cản trở, ta thiên phú cũng không thích hợp tu luyện này loại hắc ám tà tính pháp môn. Viêm Hoàng Đại Si gật gật đầu, nói, trong đích thật là làm khó cô nương ngươi muốn rèn đúc thần Chu Thiên Kiếm, nhất định phải có được một bộ mạnh mẽ thân thể. Nhưng người hấp thu quỷ khí, tu luyện quỷ đế thiên lôi thể, không quá thuận lợi đúng không?
Viêm Hoàng Đại Si là thiên đế cao thủ, thiên cơ sức quan sát tự nhiên là có, rèn đúc thần chu thiên kiếm sự tình, thiên nữ mặc dù không nói, nhưng cũng không có tận lực che lấp, cho nên hắn có khả năng cảm thấy được. Thiên nữ có chút phiền não nói, hoàn toàn chính xác không quá thuận lợi, hấp thu quỷ khí, lại chuyển hóa làm tự thân tu vi, lớn mạnh thể chất, quá trình 10 điểm gian nan, ta thiên phú không ở chỗ này nói. Dừng một chút, nàng tầm mắt lại lộ ra một vệt kiên định chi ý, nhưng, vì đúc kiếm lại gian khổ ta cũng muốn tiếp tục nữa. Diệp Thần sầm mặt lại nói, đừng quá khó xử chính mình. Hắn kiến thiên nữ gương mặt không che giấu được tái nhợt, hiển nhiên là vì tu luyện quỷ đế thiên lôi thể, tinh thần hao phí quá lớn. Viêm Hoàng Đại Si suy nghĩ một chút, xuất ra một cái túi đựng đồ, đưa cho thiên nữ, nói, cô nương, ta chỗ này có một ít U Minh Quỷ Ngọc, có lẽ có thể đến giúp ngươi. Thiên nữ tầm mắt khẽ động, U Minh Quỷ Ngọc. Viêm Hoàng Đại Si nói, đúng vậy, đây là một loại so quỷ nguyên thạch chân quý hơn thiên tài địa bảo, ẩn chứa đầy đủ quỷ đạo linh khí, không có một chút chất bẩn, có thể thích hợp cơ thể người hấp thu. Ngươi trực tiếp hấp thụ U Minh Quỷ Ngọc linh khí, lại chuyển hóa thành tự thân tu vi, nào sẽ đơn giản rất nhiều. Dĩ nhiên, này loại U Minh Quỷ Ngọc, 10 điểm chân quý khan hiếm, ta cũng không có bao nhiêu, bình thường là mỗi năm đại quỷ tế thời điểm, tại quỷ trụ thánh địa bên trong mua sắm. Thiên nữ tiếp nhận cái kia túi chữ vật, nhìn một chút bên trong đồ vật, liền thấy từng khối óng ánh sáng long lanh ngọc thạch bên trong ẩn chứa quỷ đạo linh khí, 10 điểm nồng đậm, mà lại lực tương tác mạnh mẽ, dễ dàng hấp thu chuyển hóa, so với đơn thuần hấp thu thiên địa linh khí, hiệu quả khẳng định muốn tốt rất nhiều. Đa tạ, này U Minh Quỷ Ngọc hết sức thích hợp ta, liền là số lượng hơi ít. Đại quỷ tế là cái gì, nếu có U Minh Quỷ Ngọc bán ra lời, ta ngược lại thật ra nghĩ mua sắm một chút, cần dùng đồ vật gì mua sắm. Hoàng Kim Nguyên Ngọc sao? Thiên nữ hỏi, nàng nghĩ đến có U Minh Quỷ Ngọc, tu luyện quỷ đế thiên lôi thể liền có hy vọng, liền là Viêm Hoàng Đại Si cho nàng Quỷ Ngọc, số lượng không quá đủ, nàng cần càng nhiều Quỷ Ngọc. Viêm Hoàng Đại Si nói, cái gọi là đại quỷ tế là ta quỷ giới mỗi năm một lần thịnh hội, trận này thịnh hội, là tại quỷ đạo tổ sư ngày dỗ cử hành. Đại quỷ tế ngày, quỷ giới hết thảy môn phái thế lực, đều sẽ buông xuống ân oán mâu thuẫn, ngừng tranh đấu, đồng lòng chiều bái quỷ đạo tổ sư cùng thôn hồn quỷ châu, bởi vì đó là ta quỷ giới trật tự hạch tâm, thế lực khắp nơi bất kể như thế nào tranh đấu, đều không thể phá hư quỷ giới hạch tâm trật tự, bằng không quỷ giới sụp đổ, đại gia chỉ có cùng chết. Chờ đại quỷ tế bắt đầu, sẽ có thật nhiều kỳ chân dị bảo bày quầy bán hàng bán ra, trong đó có U Minh Quỷ Ngọc, mong muốn đổi lấy những cái kia chân bảo, dùng Hoàng Kim Nguyên Ngọc là không được. Tại đại quỷ tế thịnh hội bên trên, lưu thông tiền tệ, là hồn. Thiên nữ, hồn. Viêm Hoàng Đại Si nói, đúng vậy, liền là người linh hồn, người nắm giữ linh hồn, liền là của ngươi tiền tệ, chính mình linh hồn, hoặc là linh hồn người khác, đều có thể. Ta chứa đựng có một ít hồn tệ, nhưng cần muốn mua ta Viêm Ma Thần Điện cần thiết tài nguyên tu luyện, 10 điểm căng thẳng, sợ là không thể cho cô nương ngươi. Viêm Hoàng Đại Si móc ra một cái đồng tiền này thiên viên địa phương, lượn lờ lấy một luồng đen như mực khí tức, đó là nhân linh hồn khí tức. Này loại đồng tiền gọi hồn tệ, là quỷ giới đặc thù tiền tệ, dùng linh hồn rèn đúc mà thành, là trao đổi đủ loại chân quý vật phẩm bắt buộc đồ vật. Bởi vì quỷ giới bên trong sinh linh, tu luyện tà ác quỷ pháp, vì đối kháng quỷ pháp mang tới cắn trả, nhất định phải có một cái mạnh mẽ linh hồn, cho nên ở cái thế giới này, chân chính đồng tiền mạnh, không phải Hoàng Kim Nguyên Ngọc, không phải Quỷ Nguyên Thạch, cũng không phải U Minh Quỷ Ngọc mà là hồn, phải không? Thiên nữ nhướng mày, nàng không có hồn tệ, nàng chỉ có chính mình linh hồn. Linh hồn của ta lại có thể đổi được nhiều ít U Minh Quỷ Ngọc. Thiên nữ trong lòng âm thầm bàn tư, không hiểu thấy dùng cả mình. Tiền bối, đại quỷ tế ngày, là muốn chiều bái quỷ đạo tổ sư cùng thôn hồn quỷ châu. Ta đối cái kia thôn hồn quỷ châu, cũng rất có hứng thú, chờ đại tế bắt đầu, người cũng mang ta tới nhìn một cái. Diệp Thần tâm nghĩ chuyển động, nghe Viêm Hoàng Đại Si vừa mới, trận này đại quỷ tế thịnh hội, là muốn chiều bái thôn hồn quỷ châu. Diệp Thần tới quỷ giới mục tiêu một trong, liền là thôn hồn quỷ châu. Hiện tại có thôn hồn quỷ châu manh mối, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Viêm Hoàng Đại Si nghe được Diệp Thần muốn đi, liền gật đầu nói, tự nhiên, đại quỷ tế như thế thịnh hội, luân hồi chi chủ, ta tự nhiên muốn mang lên ngươi. Bất quá tại đi đại quỷ tế trước,
chúng ta vẫn phải trước cử hành thánh tử lên ngôi nghi thức, nhường ngươi chấp trưởng thánh tử quyền hành. Diệp Thần trong lòng hơi động, hỏi cái kia Viêm Thiên Đế đế thủ. Hai ngày trước Viêm Hoàng Đại Sư cũng đã nói, hôm nay sẽ nói cho Diệp Thần chân tướng. Diệp Thần cũng rất muốn biết, Viêm Thiên Đế đế thủ ở nơi nào. Chỉ có cầm tới đế thủ, hắn bù đắp Viêm Thiên Đế đạo thống, mới có thể chân chính đạt thành hoàn mỹ, trở thành Viêm Ma Thần Điện mọi người hải đăng. Bằng không, coi như hắn làm thánh tử, cũng không thể giải cứu Viêm Ma Thần Điện đám người. Đế thủ nha! Viêm Hoàng Đại Sư giống như có khó khăn khó nói, lại giống như là không muốn đối mặt hiện thực tàn khốc, cuối cùng thở dài một tiếng, nói. Đế thủ đã bị ô nhiễm, biến thành tà ma. Nghe vậy, Diệp Thần sững sờ, nói, bị ô nhiễm, biến thành tà ma, đây là ý gì? Viêm Hoàng Đại Sư tràn đầy bất đắc dĩ, thở dài, chính ngươi xem đi. Hắn đưa tay gọi ra một đạo màn nước bên trong biểu hiện ra một cái tà ma quái vật bộ dáng. Cái này tà ma quái vật, gương mặt tướng mạo đường đường, sau đầu kim quang vần quanh, xích viêm bốc hơi, sinh đến uy vũ bá khí vậy mà cùng Viêm Thiên Đế giống nhau như đúc. Nhưng, thân thể của hắn, lại là cổ quái vặn vẹo, do vô số nhuyễn trùng, độc xà, tàn toái thân thể, tinh hồng ánh mắt các loại ô uế bẩn thỉu đồ vật hỗn hợp mà thành, toàn thân đen kịt lượn lờ lấy tà khí sương mù, sau lưng có sửu thần hắc ám đại pháp tắc. Đen kịt dơ bẩn bốc mùi thân thể, chịu lấy một khỏa chính khí đường đường đầu, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, vô cùng khủng bố. Diệp Thần thấy cảnh này, lập tức hít sâu một hơi. Bởi vì cái này tà ma quái vật, đầu của hắn, chính là Viêm Thiên Đế đầu. Viên này Viêm Thiên Đế đầu, dung hợp vô tận dơ bẩn ô uế đồ vật, xây dựng thành bộ dạng này tội ác thân thể, hình thành một cái Diệp Thần trước đây chưa từng gặp quái vật. Viêm Thiên Đế đế thủ, tại đây cái tà ma trên thân. Diệp Thần vô cùng chấn động. Viêm Hoàng Đại Sư thở dài nói, đúng vậy, nói đúng ra, là đế thủ bị ô nhiễm, biến thành cái này tà ma, hắn tự xưng là Sửu Hoàng, có được Sửu Thần bộ phận lực lượng, 10 điểm cường hãn, thậm chí âm thầm gây dựng Sửu Hoàng ma giáo, có thiên đại mưu đồ. Diệp Thần ngẩn ngơ, Sửu Hoàng. Viêm Hoàng Đại Sư lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ, nói, không sai, năm đó ta mang theo Viêm Thiên Đế đế thủ, đi vào Viêm Ma Thần Điện. Ta không có đầy đủ lực lượng, đi bảo hộ cái kia viên đế thủ dần dần nhận lấy viêm ma dị quỷ quỷ khí ô nhiễm. Nếu như chỉ là đơn thuần bị quỷ khí ô nhiễm, cái kia nhiều nhất sẽ chỉ yếu bớt đế thủ năng lượng, sẽ không phát sinh sau này thi biến. Sau này đế thủ thi biến, biến thành một cái tà ma, ta hao phí vô số tâm huyết điều tra, cuối cùng tra được chân tướng. Nguyên lai ô nhiễm đế thủ đồ thực vật, không chỉ là dị quỷ quỷ khí. Còn có một chỗ khác ô nhiễm chi nguyên. Chỗ kia ô nhiễm chi nguyên, là một đoạn xương ngón tay, bò đầy độc trùng là sửu thần ác xương, là hắn lưu ở cái thế giới này lớn ô nhiễm. Diệp Thần tâm bên trong run lên, chỉ một thoáng giỏm phá thiên cơ, nói, là sửu thần ô nhiễm chi nguyên, điếm ô Viêm Thiên Đế đế thủ, khiến đế thủ thi biến, hóa thân thành tà ma. Hắn đã sớm mơ hồ cảm giác được, tại quỷ giới tồn tại một chỗ ô nhiễm chi nguyên, là sửu thần lưu lại đồ vật. Hiện tại nghe Viêm Hoàng Đại Sư nói, hắn rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai cái kia ô nhiễm chi nguyên, lại chính là sửu thần một đoạn xương ngón tay. Sửu thần xương ngón tay, ô nhiễm Viêm Thiên Đế đế thủ, đồng thời cùng đế thủ dung hợp, hóa thành một đầu tà ma, tự xưng là Sửu Hoàng. Diệp Thần ở trong lòng đọc thầm Sửu Hoàng hai chữ thời điểm, cảm nhận được một cỗ to lớn khủng bố áp bách, còn có vô biên vô tận quỷ dị tà khí cùng ghê tởm tội nghiệt khí tức. Không hề nghi ngờ, cái này Sửu Hoàng, có được Sửu Thần bộ phận lực lượng, thậm chí còn nắm trong tay Viêm Thiên Đế bộ phận lực lượng. Viêm Thiên Đế đế thủ, Sửu Thần xương ngón tay, hai cỗ hoàn toàn khác biệt, khí tức thuộc tính hoàn toàn tương phản đồ vật, hỗn hợp biến thành cái này Sửu Hoàng tà ma, là từ đầu đến đuôi quái vật. Diệp Thần muốn cầm đến đế thủ, trừ phi là đánh giết Sửu Hoàng. Viêm Hoàng Đại Sư cười khổ nói, đúng vậy, hết thảy tội ác căn nguyên. Đều là sửu thần năm đó lưu hạ thủ xương ngón tay, đó là lớn ô nhiễm chi nguyên. Luân hồi chi chủ, quỷ tộc người đối người cừu hận hiểu lầm cực sâu, cũng là bởi vì ô nhiễm này chi nguyên tồn tại, đạo tâm của bọn họ tinh thần bị che đậy, mà lại không tự biết. Nếu như người có thể đánh giết Sửu Hoàng, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Diệp Thần trong lòng hơi động, cuối cùng là nhìn thấy mi mục, Sửu Hoàng dung hợp Viêm Thiên Đế đầu cùng Sửu Thần xương, chỉ cần đánh chết.
là có thể đoạt lại đế thủ, thuận tiện giải quyết ô nhiễm chi nguyên, hóa giải quỷ tộc đối luân hồi hiểu lầm cừu hận, vẹn toàn đôi bên. Cái kia Sửu Hoàng, thực lực như thế nào? Diệp Thần tầm mắt ngưng tụ, đây là khẩn yếu nhất vấn đề, hắn thấy Sửu Hoàng khí tức, 10 điểm khủng bố, chỉ là nghe tên tuổi, đạo tâm liền sẽ phải gánh chịu to lớn trùng kích. Hai ngày trước, Viêm Hoàng Đại Si không có nói cho Diệp Thần chân tướng, muốn chờ Diệp Thần quen thuộc quỷ giới pháp tắc về sau, mới cáo chi bí mật, chính là sợ Sửu Hoàng hai chữ, sẽ đối với Diệp Thần tạo thành trùng kích. Theo Viêm Hoàng Đại Si phản ứng đến xem, Diệp Thần đoán chừng cái này Sửu Hoàng, thực lực tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Viêm Hoàng Đại Si nói, Sửu Hoàng thực lực, thâm bất khả chắc, hắn đồng thời dung hợp Viêm Thiên Đế cùng Sửu Thần lực lượng, ta không phải địch thủ của hắn, nếu như không phải có được Viêm Ma Thần Điện địa mạch thủ hộ, ta sớm đã bị hắn đánh nổ. Này tà ma thành lập Sửu Hoàng Ma Giáo, dị quỷ tộc duệ bên trong, ác mộng dị quỷ, phong tà quỷ, tiêu quỷ, lúc chi trùng, đều đã quy thuận đến dưới trướng hắn. Hắn khi diễm có thể nói là vô cùng hừng hực, thậm chí có nghĩ liên thủ với Long Xào hồn tộc, công diệt quỷ giới, chiếm lấy thôn hồn quỷ châu dự định. Một bên thiên nữ nghe đến đó, lập tức lấy làm kinh hãi, nói, Long Xào hồn tộc, nguyên lai liên thủ với Long Xào hồn tộc người, là cái này Sửu Hoàng Ma Giáo. Trước đây tại Thương Lôi Sơn bên trong, chân lý sẽ hộ pháp Diêu Thu Lâm, bắt được một đầu tiêu quỷ, hoài nghi quỷ giới cùng Long Xào hồn tộc có cấu kết. Gọi thiên nữ cùng Diệp Thần hỗ trợ điều tra. Diệp Thần cùng thiên nữ nhìn nhau, hai người đều là ngưng trọng, nghe Viêm Hoàng Đại Si, xem ra phía sau màn hắc thủ là Sửu Hoàng Ma Giáo. Sửu Hoàng nghĩ công diệt quỷ giới, chiếm lấy chí cao quỷ đạo thần khí thôn hồn quỷ châu, chỉ dựa vào hắn một người lực lượng còn chưa đủ, cho nên hắn nghĩ liên hợp Long Xào hồn tộc người. Nguyên lai tại quỷ giới bên trong thế mà ẩn giấu đi Sửu Hoàng này loại tà ma. Chẳng lẽ quỷ trụ thánh địa cùng Hồng Trần Động Thiên mặc kệ sao? Diệp Thần lại hỏi, ngoại trừ Viêm Ma Thần Điện bên ngoài, quỷ giới còn có quỷ trụ thánh địa cùng Hồng Trần Động Thiên hai thế lực lớn. Quỷ trụ thánh địa chúa tể tử Mỹ U Cơ, Diệp Thần đằng trước tại loạn hồn quỷ hải thời điểm, đã gặp, tính tình chi hung ác, thủ đoạn chi khốc cay, đơn giản khủng bố, liền quỷ đạo tổ sư pho tượng cũng dám đánh nát. Nếu có Sửu Hoàng này loại tà ma tồn tại, nghĩ đến cái kia tử Mỹ U Cơ cũng không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Dù sao tại quỷ giới bên trong, thế lực khắp nơi tranh đấu, đều chỉ là đơn thuần cướp đoạt địa bàn tài nguyên thôi, tổng thể vẫn là tại quy tắc trật tự phạm vi bên trong. Nhưng Sửu Hoàng mưu tính, lại là muốn nghiền nát suốt hết thảy trật tự quy tắc, công diệt quỷ giới, cướp đoạt thôn hồn quỷ châu, lớn như vậy âm mưu, theo lý mà nói, quỷ trụ thánh địa cùng Hồng Trần Động Thiên, hẳn là sẽ không làm như không thấy. Viêm Hoàng Đại Si cười khổ nói, ta cùng tử Mỹ U Cơ, Hồng Loan Quỷ Phi hai vị thiên đế chúa tể, ân oán quá sâu, ta từng nói với các nàng qua Sửu Hoàng Ma Giáo sự tình, nhưng các nàng căn bản không tin, tưởng rằng ta giả thần giả quỷ. Mà lại các nàng đạo tâm tinh thần, sớm đã bị Sửu Thần che đậy, có loại chủng ma chướng, cũng không cách nào nhìn trộm đến Sửu Hoàng Thiên Cơ. Dừng một chút Viêm Hoàng Đại Si tầm mắt lại trở nên lăng lệ, nói, luân hồi chi chủ. Bây giờ muốn kháng Sửu Hoàng, chỉ có theo dựa vào chúng ta lực lượng, tử Mỹ U Cơ cùng Hồng Loan Quỷ Phi đều không đáng tin cậy, các nàng không tới quấy rối cũng không tệ rồi. Diệp Thần sầm mặt lại, nói, vậy phải như thế nào cùng Sửu Hoàng đối kháng? Sửu Hoàng thực lực, thậm chí so với Viêm Hoàng Đại Si còn cường đại hơn, thật muốn đánh dâng lên, Diệp Thần bên này phần thắng không lớn, trừ phi hắn là không để ý đại giới, mượn dùng quỷ đạo tổ sư lực lượng. Bất quá trước đó hiển linh, quỷ đạo tổ sư pho tượng bị tử Mỹ U Cơ đánh nát, tự thân nhận lấy không ít trùng kích, nếu như Diệp Thần lại mượn dùng lực lượng của hắn, sợ rằng sẽ đối với hắn tạo thành thương tổn cực lớn. Viêm Hoàng Đại Si nói, ta đánh không lại Sửu Hoàng, chủ nếu là bởi vì tên kia ác khí quá thịnh, đối ta đạo tâm trùng kích quá mức mãnh liệt. Luân hồi chi chủ nếu như ngươi có biện pháp, có thể ổn định ta đạo tâm, không bị Sửu Hoàng vặn vẹo, ta liền có cơ hội chiến thắng hắn. Nghe nói lời ấy, Diệp Thần suy nghĩ một chút, liền nói, tiền bối, nếu như chẳng qua là muốn giúp người ổn định đạo tâm, ta ngược lại thật ra có không ít thủ đoạn. Diệp Thần quang minh chi tâm, thiên đế kim luân, thiên hỏa mệnh tinh luân hồi thần giáp, tinh không đạo thư, thiên đạo đại tinh đợi không các loại, đều có đại trật tự, đại quang minh, có thể trấn thủ đạo tâm. Nếu là trực tiếp chiến đấu, hắn khả năng đánh không lại Sửu Hoàng. Nhưng nếu như chẳng qua là thay Viêm Hoàng Đại Si vững chắc đạo tâm, hắn có tự tin có thể làm được.
Viêm Hoàng Đại Sư vui vẻ, nói, luân hồi chi chủ, người chịu trợ lực, cái kia thật không thể tốt hơn. Hai ngày này ta tại chủ bị thánh tử nghi thức, người hôm nay cũng hỗ trợ nhìn một chút còn có gì cần đồ vật. Đợi ngày mai, chúng ta trực tiếp cử hành thánh tử lên ngôi nghi thức, chiêu cáo quỷ giới thiên hạ, Sử Hoàng tất nhiên sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, người ta hợp lại, có lẽ có thể đánh giết Sử Hoàng. Diệp Thần hỏi, tiền bối, ngươi liền xác định như vậy, thánh tử lên ngôi nghi thức, Sử Hoàng sẽ xuất hiện. Viêm Hoàng Đại Sư cười nói, hắn nhất định sẽ tới, nếu như hắn không tới, chờ đại quỷ tế bắt đầu, hắn liền không có cơ hội. Diệp Thần nghi hoặc hỏi, vì cái gì? Viêm Hoàng Đại Sư cười ha ha nói, luân hồi có đại khí vật, ta đoán chừng chờ đại quỷ tế bắt đầu về sau. Cái kia vô tận kỷ nguyên đến nay, đều không người có thể trưởng khống thôn hồn quỷ châu, người nhất định có khả năng trưởng khống. Đến lúc đó, người nắm trong tay này chí cao quỷ đạo thần khí, Sử Hoàng nhưng là không còn cơ hội cướp đoạt. Sử Hoàng mục tiêu cuối cùng nhất, chính là muốn chiếm lấy thôn hồn quỷ châu, đó là chí cao quỷ khí, vô cùng lợi hại, thích hợp làm sử thần linh hồn vật chứa, Sử Hoàng tuyệt sẽ không bỏ qua. Vì mưu đoạt thôn hồn quỷ châu, hắn thậm chí mong muốn liên thủ với Long Xào hồn tộc. Diệp Thần ngẩn ngơ, lắc đầu cười nói, ta liền thôn hồn quỷ châu đều chưa thấy qua, lại nói chuyện gì trưởng khống. Viêm Hoàng Đại Sư cười tủm tỉm nói, luân hồi chi chủ, ta tin tưởng ngươi đại khí vận, cái kia thôn hồn quỷ châu, ngươi nhất định có khả năng trưởng khống, ha ha, liền là hy vọng tử mị u cơ cùng hồng loan quỷ phi, không muốn làm trái lời hứa ngăn cản cho thỏa đáng. Diệp Thần vẫn lắc đầu, nói, được rồi. Tiền bối, chúng ta vẫn là trước chủ bị thánh tử lên ngôi nghi thức sự tình. Viêm Hoàng Đại Sư nói, đang lúc như thế. Ngay sau đó, Viêm Hoàng Đại Sư liền mang theo Diệp Thần cùng thiên nữ, đi tới thánh tử lên ngôi nghi thức cung điện, chủ bị nghi thức chi tiết, chuẩn bị ngày mai liền chính thức cử hành nghi thức. Viêm Hoàng Đại Sư lại phát ra thiếp mời, mời quỷ trụ thánh địa cùng Hồng Trần Động Thiên Người, qua tới tham gia nghi thức. Đương nhiên, đây chỉ là khách sáo. Thậm chí là mang theo điểm thị uy ý vị, cũng không phải thật tâm mời. Dù sao, Viêm Ma Thần Điện cùng Quỷ Trụ Thánh Địa, Hồng Trần Động Thiên ở giữa, ân oán mâu thuẫn quá lớn, hai bên không có khả năng có bạn cơ hội tốt, chỉ có hàng năm đại quỷ tế thời điểm, bức bách tại quy tắc áp lực, song mới có thể tạm thời buông xuống thành kiến, chung nhau chiều bái quỷ đạo tổ sư cùng thôn hồn Quỷ Châu. Đang bận rộn sau một ngày, cuối cùng, sáng sớm hôm sau, chuyên thuộc về Diệp Thần lên ngôi nghi thức. Chính thức cử hành. Ánh nắng sáng sớm, theo trên trời rơi xuống, Diệp Thần ăn mặc Viêm Thiên Đế đã từng xuyên qua hỏa diễm trường bào, theo Viêm Hoàng Đại Sư, cùng nhau theo Viêm Ma Thần Điện quảng trường lớn, chậm rãi đi vào trong điện phủ, thiên nữ cùng Viêm Ma Thần Điện một chút cao tầng trưởng lão, theo ở phía sau. Viêm Ma Thần Điện thánh tử lên ngôi nghi thức tình cảnh dị thường trang nghiêm túc mục, cổ lão mà thần bí cung điện bên trong tràn ngập một cỗ thần bí không khí. Nghi thức cùng ngày, toàn bộ thần điện bị hoa lệ màu đỏ tơ lụa trang trí đến còn như ngọn lửa bùng cháy, tản mát ra ấm áp hào quang. Trong điện ngay chính giữa là một tòa nguy nga vàng son lộng lẫy ngọc tọa, do vàng ròng chế tạo thành, lóng lánh hào quang chói sáng. Bảo tọa hai bên trưng bày hai cây cao lớn viêm trụ, nóng bỏng hỏa diễm tại trụ đỉnh nhảy lên, phảng phất có sinh mệnh lực. Toàn bộ cung điện bị liệt diễm khí tức bao phủ, phảng phất đưa thân vào trong ngọn lửa. Mà tại ngọc tọa phía trên treo một khối bảng hiệu, phía trên ấn có xây cực ngự vũ bốn chữ lớn. Tấm bảng hiệu này, chính là Diệp Thần trước đó tại Hoàng Đồ Tinh lấy được yêu tổ thần khí một trong, siêu thiên bảng hiệu. Này siêu thiên bảng hiệu, là Diệp Thần hôm qua chuyên môn an trí ở hiện trường, có thể tăng lên trật tự lực lượng. Nghi thức bắt đầu trước, trong điện đốt lên mấy trăm cây đẹp đẽ hương nến, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Tại hương nến chiếu rọi, cung điện trên vách tường treo đầy cổ lão bức tranh, miêu tả lấy thời đại viễn cổ đủ loại bí văn. Tại nghi thức lúc bắt đầu, cao lớn đại điện môn từ từ mở ra, một vị người mặc hoa lệ áo bào tím tế tự dẫn theo một đám thân mang áo bào đỏ tiên tùy tùng đi vào đại điện. Tế tự cầm trong tay một thanh khảm có bảo thạch kim trược, đi lại trang nghiêm, cao giọng hát nói. Thỉnh luân hồi thánh tử vào điện chấp trưởng Viêm Thiên Đế quyền hành. Diệp Thần nhanh chân đi vào cung điện bên trong. Theo tế tự trong tay tiếp nhận quyền trượng, mà giật đến ngọc tọa phía trên, điện dưới thềm phương rất nhiều Viêm Ma Thần Điện chiến sĩ, dồn dập quỳ xuống ca tụng. Luân hồi thánh uy, thiên thu vạn đại, xây cực ngự vũ, hùng bá thiên hạ. Ông, theo mọi người tán tụng tiếng hạ xuống,
Diệp Thần toàn thân tràn ngập ra từng sợi kim quang, khí tượng cực thịnh, hắn tu vi bản thân không có cái gì tăng lên, nhưng ở bên trong khí vận, pháp tắc trật tự, lại là tăng lên rất nhiều, toát ra đặc thù kim quang khí tượng. Đây là bởi vì, hắn thành Viêm Ma Thần Điện Thánh Tử, Viêm Ma Thần Điện tất cả mọi người, đều đối với hắn thành tâm cúng bái cung phụng, vô tận tín ngưỡng lực hội tụ tới, đối khí vận tăng thêm to lớn. Diệp Thần ngồi ngay ngắn ở Thánh Tử Ngọc Tọa bên trên, nghe phía dưới tán tụng âm thanh, lại không có bao nhiêu vui sướng, trong lòng ngược lại vô cùng lo lắng. Bởi vì hắn mơ hồ dự cảm đến Sửu Hoàng Ma giáo người, chẳng mấy chốc sẽ đến. Một trận ác chiến, không thể tránh được, trong cung điện người, không biết phải có bao nhiêu chết ít đi. Ha ha, Xây Cực Ngự Vũ, hùng bá thiên hạ, ha ha ha, uy phong thật to nha. Ngay tại nghi thức cử hành thời khắc chỉ nghe một đạo cười nhạo âm thanh, từ bên ngoài truyền đến, xen lẫn một hồi say lòng người xử nữ mùi thơm. Chỉ thấy mấy cái kia nữ tử, từ bên ngoài chậm rãi bước vào trong điện phủ, các nàng dáng người thướt tha, mỹ lệ như tiên, làn da như bạch ngọc tinh tế tỉ mỉ, tản mát ra nhàn nhạt sáng bóng, tóc dài xõa vai, nhẹ nhàng phất qua bả vai, như là thác nước phiêu giật. Diệp Thần con mắt lập tức sáng lên, mấy cái này nữ tử, mỹ mạo đến thực sự có chút không hợp thói thường, lại nhìn không ra nửa điểm tì vết, mỹ mạo đến có chút không chân thực mức độ, như người trong bức họa. Cầm đầu một nữ tử, dung nhan như hoa, khuôn mặt như vẽ. Hai con người sáng ngời như tinh, khóe mắt hơi hơi dương lên, toát ra một tia xinh đẹp ý cười. Sóng mũi cao phác họa ra duyên dáng đường nét, môi đỏ hé mở, phảng phất mang theo một tia lực lượng thần bí dụ hoặc. Nàng ăn mặc một thân đại hồng y bào, bóng loáng trắng nõn hai vai lộ ra, còn có một nửa tuyết trắng, thân lượn quanh thiên đế khí, tu vi cực kỳ cường hãn, nhưng là thiếu nữ gương mặt, không có nửa điểm tang thương mài mòn dấu hiệu, khiến cho người giật mình, thậm chí liên thiên đế uy nghiêm đều không có, chỉ có thiếu nữ xanh thẳm cùng tinh khiết. Hồng Loan Quỷ Phi sao ngươi lại tới đây? Viêm Hoàng Đại Si thấy cái này áo bào đỏ nữ tử, lập tức kinh hãi, cực kỳ chấn động. Áo bào đỏ thiếu nữ mỉm cười nói, các người Viêm Ma Thần Điện thiếp mời, đều đưa đến ta Hồng Trần Động Thiên, luân hồi chi chủ phải thêm miệng, ta đương nhiên muốn tới xem lễ. Cái này áo bào đỏ thiếu nữ, đúng là quỷ giới tam đại thiên đế một trong, Hồng Trần Động Thiên chí cao chúa tể, Hồng Loan Quỷ Phi. Hồng Trần Động Thiên nhất mạch, chính là thuần huyết quỷ duệ, tên là Hồng Trần Xốp Giòn, Diệp Thần thấy Hồng Loan Quỷ Phi đẹp như vậy, thủ hạ nữ tử cũng là cực kỳ xinh đẹp. Chợt cảm thấy Hồng Trần Xốp Giòn ba chữ này, thực sự lại chuẩn xác cực kỳ. Chỉ bất quá, Diệp Thần phát hiện, Hồng Loan Quỷ Phi vẻ đẹp, đẹp đến mức hết sức không chân thực, giống như là khoác lên mặt nạ, cũng không là da người. Cái gọi là mỹ nhân ở xương không tại da, chân chính mỹ nhân, như Nhậm Thiên Nữ, là theo trong xương cốt tản ra đẹp, thanh thủy da phù dung, tự nhiên đi hoa văn trang sức, để cho người ta nhìn xem liền hết sức dễ chịu. Nhưng Hồng Loan Quỷ Phi vẻ đẹp, lại là túi da vẻ đẹp, không có loại kia trong xương cốt khí chất, hoa lệ túi da dưới, tựa hồ ẩn giấu đi cái gì hắc ám đồ vật. Thiên nữ an vị tại trong đại điện xem lễ ghế dựa bên trên, Diệp Thần nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút Hồng Loan Quỷ Phi, liền thấy hai người khí chất chênh lệch hết sức rõ ràng, thiên nữ tướng mạo muốn trông tốt tự nhiên được nhiều. Chỉ thấy Viêm Hoàng Đại Si tầm mắt hơi hơi co rụt lại, rõ ràng không nghĩ tới. Hồng Trần Động Thiên thế mà sẽ đến xem lễ, mà lại là Hồng Loan Quỷ Phi tự mình đến. Thế nào, không chào đón ta sao? Hồng Loan Quỷ Phi mỉm cười hỏi. Viêm Hoàng Đại Si trầm giọng nói, hoan nghênh, chỉ cần là hữu hảo khách nhân, ta Viêm Ma Thần Điện đều hoan nghênh. Hồng Loan Quỷ Phi khanh khách một tiếng, nói yên tâm, ta không có ác ý, chỉ là muốn đến xem luân hồi chi chủ huy phong, hắc hắc, Xây Cực Ngự Vũ, hùng bá thiên hạ, thật đúng là ghê gớm a. Một cái thần đạo cảnh, nói khoác so với ta cái này thiên đế còn muốn lợi hại hơn. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, tín đồ tán tụng, không đủ để tin, ngược lại để cô nương chê cười. Hồng Loan Quỷ Phi cười nói, cái gì cô nương, ngươi phải gọi ta một tiếng tiền bối, ta bối phận có thể so sánh ngươi lớn hơn. Diệp Thần nói, đúng, tại hạ mạo phạm gặp qua Hồng Loan Quỷ Phi tiền bối. Hồng Loan Quỷ Phi cười ha ha một tiếng, nói, rất tốt, rất tốt. Trẻ nhỏ dễ dậy, bất quá gọi tiền bối tựa hồ lộ ra ta già rồi. Trước mấy ngày quỷ đạo tổ sư hiển linh, nói ngươi là truyền nhân của hắn, cái kia luận bối phận, ngươi phải gọi ta một tiếng đại sư tỷ. Diệp Thần sững sờ, sau đó trong lòng hơi động, hỏi tiền bối,
ngươi tin tưởng ta là quỷ đạo tổ sư truyền nhân. Hồng Loan Quỷ Phi nói, quỷ đạo tổ sư hiển linh, Tử Mỹ U Cơ tên kia không tin, thậm chí mạnh mẽ ra tay, đánh nát tổ sư ra pho tượng, ta nhưng không có nàng như thế vô pháp vô thiên. Đến mức ngươi có phải hay không quỷ đạo tổ sư truyền nhân, ta cũng không dám xác định, bán tín bán nghi, ha ha, hôm nay liền muốn tới nghiệm chứng một chút, như lời ngươi nói đều là thật, vậy ngươi có thể là tiểu sư đệ của ta à, đại sư tỷ ta có thể được thật tốt yêu thương ngươi. Diệp Thần cùng Viêm Hoàng Đại Sư nhìn nhau, trong lòng đồng đều nghĩ, nếu là Hồng Loan Quỷ Phi, tin tưởng Diệp Thần là quỷ đạo tổ sư truyền nhân, cái kia nàng chính là có thể lôi kéo bằng hữu, không giống Tử Mỹ U Cơ như vậy bá đạo, không thèm nói đạo lý. Diệp Thần hỏi, tiền bối kia nghĩ muốn thế nào nghiệm chứng? Hồng Loan Quỷ Phi suy nghĩ một chút, cười tủm tỉm hỏi, tổ sư gia tâm huyết chi tác suốt đời tinh hoa biên soạn thần thông bí tịch, gọi manh mối gì? Diệp Thần đáp, huyền môn quỷ sách. Hồng Loan Quỷ Phi gật đầu nói, rất tốt, huyền môn quỷ trong sách 108 loại thần thông, người đều học xong mấy loại. Diệp Thần nói, đã toàn bộ lĩnh ngộ học thành. Hồng Loan Quỷ Phi đôi mắt đẹp hơi co lại, nói, toàn bộ lĩnh ngộ học thành, ha ha, người cũng là lợi hại, cái kia chắc hẳn cái kia môn cửu u quỷ múa đao, người cũng nắm giữ. Cửu u quỷ múa đao, là theo huyền môn quỷ trong sách biến hóa ra tối cường thần thông. Muốn đem huyền môn quỷ sách hết thảy thần thông, toàn bộ dung hội quán thông về sau, mới có thể lĩnh ngộ một chiêu này. Diệp Thần đáp, đúng. Hồng Loan Quỷ Phi nói, rất tốt, vậy liền nhường ta nhìn ngươi cửu u quỷ múa đao, đến cùng có hay không luyện thành. Tiếng nói vừa ra, Hồng Loan Quỷ Phi bỗng nhiên ra tay, tinh tế như gọt hành năm ngón tay, đột nhiên bộc phát ra lăng lệ quỷ kiếm sát khí, húc đầu che mặt đánh giết hướng Diệp Thần. Nàng đột nhiên động thủ. Làm cho toàn trường người thất kinh, Viêm Hoàng Đại Sư tiến lên trước một bước, nhưng thấy Hồng Loan Quỷ Phi cũng không là muốn gây nên Diệp Thần tử địa, chẳng qua là đơn giản khảo nghiệm, hắn liền không có ra tay ngăn cản. Diệp Thần mắt thấy Hồng Loan Quỷ Phi giết tới, biết đối phương là muốn khảo nghiệm mình quỷ đạo tu vi, hiện tại không dám sơ suất, trong đan điền quỷ khí vận chuyển, thân thể hưu một tiếng, đúng là theo biến mất tại chỗ, hóa thành từng đạo như quỷ mị tàn ảnh, né tránh Hồng Loan Quỷ Phi công kích. Hiu hiu hiu. Sau đó, cái kia từng đạo quỷ mị tàn ảnh, xen lẫn phong duệ đao khí, hướng về Hồng Loan Quỷ Phi gào thét mà đi. Hồng Loan Quỷ Phi co ngón tay bắn liền, từng sợi cương khí bắn ra, hóa giải mất Diệp Thần quỷ ảnh đao tập, hai bên tại trong chớp mắt giao phong, cuối cùng đột nhiên tách ra, riêng phần mình đứng vững bước chân. Ba, ba, ba. Hồng Loan Quỷ Phi vỗ tay, cười nói, rất tốt, luân hồi chi chủ. Ngươi thật sự nắm giữ cửu u quỷ múa đao, ta tin tưởng ngươi chính là tổ sư gia truyền nhân, là bảo bối của ta sư đệ, ha ha. Vừa mới giao phong, Hồng Loan Quỷ Phi đã nhìn ra, Diệp Thần cửu u quỷ múa đao tu vi nội tình, 10 điểm thâm hậu, khẳng định là đạt được quỷ đạo tổ sư chân truyền. Diệp Thần tâm bên trong vui vẻ, nói tiền bối chịu tin tưởng ta, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Hồng Loan Quỷ Phi cười tủm tỉm nói, còn gọi ta tiền bối. Ngươi phải gọi ta một tiếng đại sư tỷ. Diệp Thần liền sửa lời nói, đúng, đại sư tỷ. Hồng Loan Quỷ Phi cười ha hả sờ lên Diệp Thần gương mặt, nói, rất tốt, tiểu sư đệ của ta, tỷ tỷ về sau ta nhất định thật tốt yêu thương ngươi. Viêm Hoàng Đại Sư mừng lớn nói, Hồng Loan Quỷ Phi, chúc mừng các ngươi sư tỷ đệ nhận nhau, cái kia từ nay về sau, chúng ta liền là người một nhà. Hắn một mình đối kháng Sử Hoàng Ma Giáo, cố hết sức. Nếu như có thể lôi kéo đến Hồng Loan Quỷ Phi, vậy liền dễ dàng nhiều, đánh giết Sử Hoàng cũng nhiều hơn mấy phần nắm bắt. Hồng Loan Quỷ Phi cười nói, hiện tại nói cái gì người một nhà, còn vì thời thượng sớm. Tiểu sư đệ, ngươi nói ta quỷ giới bên trong người, đối cửu hận của ngươi hiểu lầm, là bởi vì bị Sử Thần che đậy rồi. Diệp Thần nghiêm mặt nói, đúng, Sử Thần tại quỷ giới, có lưu một chỗ ô nhiễm chi nguyên, chính là một đoạn xương ngón tay. Bây giờ cái kia xương ngón tay, đã cùng Viêm Thiên Đế đế thủ dung hợp, hóa thân thành một đầu đại tà ma, tự xưng là Sử Hoàng, thậm chí tổ kiến Sử Hoàng Ma Giáo, thu nạp dị quỷ làm tín đồ, 10 điểm cường hãn lợi hại. Hồng Loan Quỷ Phi gật đầu nói, những chuyện này, ta đã sớm nghe Viêm Hoàng Đại Sư nói qua, nhưng trước kia không quá tin tưởng. Bây giờ xem ra, những chuyện này có lẽ là thật. Diệp Thần nói, tự nhiên là thật, Đại Sư Tỷ. Ta cùng Viêm Hoàng Đại Sư tiền bối, nghĩ muốn đối phó Sử Hoàng, nếu ngươi chịu trợ lực,
vậy thì thật là không có thể tốt hơn nữa. Hồng Loan Quỷ Phi nói, nếu là thật có Sử Hoàng làm loạn, ta ra tay cũng không quan trọng, nhưng tiểu sư đệ, người tu vi bất quá là thần đạo cảnh a, người cũng muốn tham dự vào. Vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm. Nàng trên ánh mắt hạ dò xét Diệp Thần, thấy Diệp Thần tu vi chỉ có thần đạo cảnh, nàng tự nhiên là không yên lòng. Diệp Thần nói, đại sư tỷ xin yên tâm, thật cùng Sử Hoàng quyết chiến, ta có thể giúp được các ngươi, bảo đảm các ngươi đạo tâm vững chắc, không nhận cái kia Sử Hoàng ác khí trùng kích. Diệp Thần có loại vững chắc đạo tâm thủ đoạn, trừ cái đó ra, hắn còn có khả năng mượn dùng huyết long cùng tiểu cấm yêu lực lượng, thật cần hắn ra mặt chiến đấu, hắn cũng có thể tham chiến. Thậm chí không tiếc đại giới, Diệp Thần còn có khả năng mượn dùng tinh không đạo thư, vạn hoa đồng huyết nhãn, quyết tử ma nhãn các loại át chủ bài, hắn liền Sử Thần vô số phân thân đều bạo giết chết, quyết đấu một cái Sử Hoàng, tự nhiên không sợ. Đương nhiên đại giới sẽ to lớn. Hồng Loan Quỷ Phi ánh mắt chớp động, cười nói, xem ra tiểu sư đệ đối đạo tâm của mình tu vi, hết sức có tự tin a, ha ha, có thể cho sư tỷ lại nghiệm chứng một chút sao? Không phải không tin được ngươi, ta chỉ là muốn mở mang tầm mắt. Nàng rất là tò mò chỉ có thần đạo cảnh Diệp Thần, đạo tâm sẽ cường đại đến mức nào, thậm chí khoe khoang khoác lác, nói có thể bảo hộ vững chắc nàng cái này thiên đế đạo tâm. Diệp Thần nói, sư tỷ muốn như thế nào nghiệm chứng? Hồng Loan Quỷ Phi nắm chặt Diệp Thần tay, mị nhãn như tơ, lại nhìn một chút trong đại điện Viêm Hoàng Đại Si, thiên nữ đám người, cười nói, chư vị thỉnh cho ta hai nén nhang thời gian. Chỉ thấy từng sợi màu hồng phấn sương mù, từ trên người nàng dâng lên đem thân thể của nàng cùng Diệp Thần thân thể, hoàn toàn che lại. Đại điện bên trong, hai người thân thể phảng phất theo biến mất tại chỗ, chỉ còn lại có cái kia một đoàn phấn hồng sương mù. Diệp Thần bị sương đỏ bao phủ, một hồi trời đất quay cuồng, đợi đến xoay tròn lắng lại, lại phát hiện mình đã đi tới một thế giới lạ lẫm. Cái thế giới này hiện ra thi sơn huyết hải dị tượng, khắp nơi đều là thi thể. Hắc ám máu cùng bạch cốt, trên trời có kền kền tại bay. Tiểu sư đệ nơi này là ta tiểu thế giới, không có hủ đến người đi. Hồng Loan Quỷ Phi đứng tại Diệp Thần bên người, kéo nàng tay, mỉm cười nói. Tại đây mảnh thi sơn huyết hải trong thế giới, một thân áo bào đỏ, tướng mạo tuyệt mỹ, da thịt tuyết trắng Hồng Loan Quỷ Phi, như hắc ám thế giới bên trong một chùm sáng, lộ ra mỹ lệ phi thường. Diệp Thần cười nói, không có việc gì. Hắn đại tràng diện thấy cũng nhiều, trước mắt này mảnh thi sơn huyết hải thế giới, tự nhiên hù dọa không được hắn. Hồng Loan Quỷ Phi cách cách yêu kiều cười, nói, xem ra sư đệ đạo tâm tu vi, hoàn toàn chính xác có chút lợi hại, có thể tiếp nhận ta thế giới hắc ám uy áp, liền là không biết thân thể của ta bản tướng, người nhận không chịu được. Diệp Thần nhìn xem Hồng Loan Quỷ Phi gương mặt xinh đẹp, hỏi, sư tỷ thân thể bản tướng, là cái gì? Hồng Loan Quỷ Phi cười nói, thân thể của ta bản tướng, hết sức đáng sợ, ta thoạt nhìn xinh đẹp, chỉ là bởi vì khoác lên một thân mặt nạ. Ta hồng trần xốp giòn nhất mạch, tu luyện là quỷ đạo tổ sư đặc thù sáng tạo công pháp, tên là họa bì quỷ tâm. Môn này họa bì quỷ tâm, có hai loại ảo diệu biến hóa, một là mặt nạ, có thể dịch dung, man thiên quá hải, hai là quỷ tâm, chính là tu tâm chi đạo. Năm đó tổ sư ra, bị Sử Thần truy sát. Hắn vì tránh họa, dùng mặt nạ dịch dung, nhưng cũng tiếc cuối cùng vẫn là bị truy tra ra được, thê thảm Sử Thần diệt sát. Ta hồng trần xốp giòn nhất mạch, năm đó cũng tu luyện họa bì quỷ tâm, dùng mặt nạ dịch dung thành mỹ mạo nữ tử, đánh vào địch nhân nội bộ, nhưng Sử Thần cái thằng kia không hiểu phong tình, lại cô gái xinh đẹp, cũng là không mê hoặc được hắn. Hồng Loan Quỷ Phi vừa nói, một bên đem chính mình áo bào, chậm rãi cởi ra, lộ ra tuyệt mỹ trắng nõn. Không có một chút tì vết thân thể, mềm mại địa phương chậm rãi dán vào Diệp Thần trên thân, ghé vào lỗ tai hắn hơi thở như lan nói ra. Tiểu sư đệ, nếu như ngươi thật có dũng khí, đối đạo tâm của mình có tự tin, ta có thể cho ngươi nhìn ta thân thể bản tướng, nếu như ngươi không sợ bị dọa chết. Diệp Thần không hiểu thấy có chút khẩn trương, nhìn một chút Hồng Loan Quỷ Phi cái kia tuyết trắng như ngọc thân thể, không biết tại đây phó thân thể dưới, đến cùng che giấu kinh khủng bực nào đồ vật. Hắn ngưng trọng gật đầu nói. Sư tỷ thân thể bản tướng đến cùng có gì kỳ diệu, cứ việc biểu hiện ra là được. Hồng Loan Quỷ Phi cách cách cười một tiếng nói, tốt, ngươi xem đi. Chỉ gặp nàng hai tay ngả vào sau đầu, càng đem da của mình gỡ ra, sau đó đem cởi quần áo một dạng, đem một thân hoa lệ xinh đẹp ra người, chậm rãi cởi ra.
Da của nàng túi, quả nhiên là một bức tranh da. Mặt Trương Nạ cởi, hiện ra tại Diệp Thần trước mặt, là vô cùng kinh khủng cảnh tượng. Chỉ thấy Hồng Loan Quỷ Phi thân thể bản tướng, tựa như là một bộ xác chết cháy, khuôn mặt vặn vẹo ghê tởm, mọc ra răng nanh, cơ bắp là than củi tính chất cùng màu sắc, phía trên hoa văn trong khe hở, bò đầy Diệp Thần không quen biết cổ quái côn trùng, toàn thân tản mát ra một cỗ gai mũi hôi thối. Càng kinh khủng chính là, trên thân nàng bao quanh từng sợi xâm nghiêm quỷ khí tà sát, cỗ này quỷ khí tà sát chi mãnh liệt, lại mang theo sử thần pháp tắc khí tức. Hồng Loan Quỷ Phi thân thể xấu xí, như ác quỷ, cũng như sử thần, có lớn khí tức khủng bố, để cho người ta nhìn thoáng qua đạo tâm tinh thần liền nhận cực kỳ nghiêm trọng trùng kích. Diệp Thần cũng không khỏi đến hít sâu một hơi, bất quá hắn đạo tâm cứng cỏi, cũng là không có bị rung chuyển, chẳng qua là không nghĩ tới Hồng Loan Quỷ Phi hoa lệ bề ngoài dưới, sẽ như thế xấu xí khủng bố. Sư đệ, không có hù đến ngươi đi. Ha ha, xem ra đạo tâm của ngươi tu vi, hoàn toàn chính xác cường hãn, thế mà thật có thể nhìn thẳng bản thể của ta. Hồng Loan Quỷ Phi nhếch miệng lộ ra một cái ác quỷ nụ cười dữ tợn, mặt nạ cởi về sau, nàng liền âm thanh cũng biến thành khàn giọng khó nghe rất nhiều. Diệp Thần cười khổ nói, còn tốt, sư tỷ bản tướng, cũng sẽ không dọa ta, ta chẳng qua là không nghĩ tới, sư tỷ túi ra như chân thực, chênh lệch thế mà lớn như vậy. Hồng Loan Quỷ Phi cười nói, đó là dĩ nhiên, năm đó tổ sư ra, cùng sử thần giao phong, hắn săn giết không ít sử thần tộc người. Ban đầu là dùng sử thần tộc thi cốt vì nguyên vật liệu, đã sáng tạo ra chúng ta này nhất mạch, cho nên chúng ta hồng trần xốp giòn nhất mạch, bản thể là cực kỳ xấu xí. Diệp Thần cười khổ nói, tốt, sư tỷ, người bản tướng ta đã nhìn, người có thể đem mặt nạ mặc vào. Hồng Loan Quỷ Phi phát ra một hồi khiếp người tiếng cười, nói, được a, sư đệ, người giúp ta mặc. Diệp Thần nhìn xem Hồng Loan Quỷ Phi cái kia ghê tởm giữ tợn bộ dáng, trong lòng thực sự có chút sợ hãi. Hồng Loan Quỷ Phi nói, thế nào, người không nguyện ý? Diệp Thần cười khổ nói, không có, không có. Hắn liền nhặt lên trên mặt đất mặt nạ, chậm rãi thay Hồng Loan Quỷ Phi mặc vào, thần kỳ một màn xuất hiện, chỉ thấy vừa mới vẫn là ác quỷ hình dáng Hồng Loan Quỷ Phi, mặc vào mặt nạ về sau, lập tức liền biến trở về đại mỹ nhân bộ dáng, từ thái dáng vẻ thướt tha mềm mại, làn da bạch bạch nộn nộn, mắt ngọc mày ngài, hiển nhiên là một cái thanh thuần xúc động lòng người mỹ thiếu nữ. Nơi nào còn có vừa mới nửa điểm ghê tởm bộ dáng. Diệp Thần không thể không cảm thán, môn này họa bì quỷ thần tâm công, đích thật là đoạt thiên địa chi tạo hóa, ảo diệu vô tận. Hồng Loan Quỷ Phi mặc vào mặt nạ về sau, vẫn là thân trần bộ dáng, cười duyên nói, còn có quần áo đây. Diệp Thần bất đắc dĩ, đành phải lại thay nàng mặc quần áo vào. Hồng Loan Quỷ Phi cười nói, sư đệ thật ngoan, có hứng thú cùng ta song tu sao? Ta có một môn chết xương triền miên pháp. Diệp Thần giật nảy mình, liên tục khoát tay nói, tuyệt đối không thể, sư tỷ nói giỡn. Hồng Loan Quỷ Phi liếc mắt đưa tình, cười duyên nói, đùa với ngươi, tốt, ta đối đạo tâm của ngươi khảo nghiệm, tính ngươi quá quan, ngươi muốn đối phó cái gì sử hoàng, ta sẽ cùng các ngươi hợp lại. Diệp Thần thở dài một hơi, nói cái kia rất tốt, đa tạ sư tỷ. Hồng Loan Quỷ Phi ừ một tiếng. Cười nói, lần đầu gặp gỡ, ta không có cái gì lễ vật cho ngươi, đã ngươi đạo tâm bền bỉ như vậy cường hãn, nghĩ đến có khả năng tiếp nhận trí ác quỷ đạo trùng kích. Môn này họa bì quỷ tâm quyết, ta liền truyền cho ngươi, nghĩ đến tổ sư gia còn không có truyền thụ cho ngươi môn thần công này, ha ha, dùng hắn tính tình cẩn thận, khẳng định sẽ sợ ngươi chịu cắn trả cái gì, dù sao ngươi không phải thuần huyết quỷ duệ. Nàng xuất ra một bộ quyển trục, giao cho Diệp Thần. Phía trên ấn có họa bì quỷ tâm quyết 5 chữ. Diệp Thần đối môn này họa bì quỷ tâm quyết, hứng thú cũng là nồng nặc hết sức, thấy Hồng Loan Quỷ Phi đưa tặng, trong lòng vui vẻ, liền nhận nói, đa tạ sư tỷ. Họa bì quỷ tâm quyết, có mặt nạ cùng quỷ tâm hai môn biến hóa, Diệp Thần đạo tâm cường hãn, đã không cần tu luyện cái gì quỷ tâm, nhưng này mặt nạ bí thuật, lại là vô cùng tuyệt diệu, lấy ra dịch dung ngụy trang có hiệu quả, thiên đế đều chưa hẳn có thể dòm ra. Hồng Loan Quỷ Phi cười nói, tổ sư ra bây giờ ở đâu? Nghe được vấn đề này, Diệp Thần chần chờ không đáp. Hồng Loan Quỷ Phi cười nói, được rồi, người không nói ta cũng đoán được, lão nhân gia ông ta cẩn thận như vậy, đoán chừng sẽ nói cái gì sợ tiêm nhiễm đại nhân quả, cho nên không thể tùy tiện buông xuống a. Ta hiểu, ta hiểu. Diệp Thần cười khổ không nói,
nghĩ thầm Hồng Loan Quỷ Phi quả nhiên là thông minh, thế mà cái gì đều đoán được. Hồng Loan Quỷ Phi lại nói, sư đệ, thật không cân nhắc cùng ta song tu. Chúng ta thân mật kết hợp, người có khả năng đạt được thuần huyết quỷ mạch lực lượng, tu luyện quỷ đạo thần thông, chính là làm ít công to. Diệp Thần vội vàng nói, không cần, không cần. Hồng Loan Quỷ Phi cười nói, được a, người về sau như có nhu cầu, tùy thời có thể dùng tới tìm ta, bên ngoài gió nổi lên, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Diệp Thần sững sờ, gió nổi lên. Tiếp theo sát, Diệp Thần thấy trước mắt Thi Sơn huyết hải thế giới, cấp tốc vặn vẹo, đầu hắn đi theo một hồi trời đất quay cuồng, mà song cùng Hồng Loan Quỷ Phi cùng một chỗ, một lần nữa về tới Viêm Ma Thần Điện trong điện phủ. Viêm Hoàng Đại Si, thiên nữ đám người, nhìn thấy trong cung điện sương mù tán đi, hai người lại xuất hiện, tự nhiên cũng không biết, vừa mới hai người trải qua. Toàn trường lực chú ý của mọi người, cũng không tại Diệp Thần cùng Hồng Loan Quỷ Phi trên thân, mà là tại bên ngoài. Bên ngoài, gió nổi lên. Không phải bình thường gió, là kinh thiên gió lốc, cũng cấp tốc diễn biến thành hắc ám gió lốc, hóa thành từng đạo liền thông thiên địa to lớn vòi rồng. Gào thét rung động ầm ầm, theo bốn phương tám hướng phá hướng Viêm Ma Thần Điện. Tại cái kia kinh thiên phong bạo bên trong, truyền ra từng đợt rát rát khặc khặc lệ quỷ tiếng cười. Diệp Thần tầm mắt hơi co lại, tầm mắt nhìn hướng ra phía ngoài, chỉ cảm thấy một cỗ kinh thiên dị quỷ sát khí, gào thét tới, hắn hỏi, Sửu Hoàng tới. Viêm Hoàng Đại Si trầm giọng nói, không phải Sửu Hoàng, tựa hồ là dị gió tà quỷ vương, Sửu Hoàng trong ma giáo hạch tâm, trận thế lớn như vậy. Sợ là dị gió tà quỷ vương tới. Quỷ giới bát đại dị quỷ trong chủng tộc, có một loại dị quỷ, lại gọi dị phong tà quỷ, sinh ra tại phong bạo bên trong, nắm giữ gió lốc lực lượng, lại có một thân đáng sợ quỷ khí, có thể xâm nhập cơ thể người, khiến người mắc phong tà ác bệnh, đau đến không muốn sống. Tại bát đại dị quỷ bên trong, dị phong tà quỷ là cực kỳ nhân vật cường hãn. Ha ha, Sử Hoàng không có tới, chỉ một đầu dị phong tà quỷ sao? Xem ra là Sử Hoàng biết ta hôm nay sẽ đến, không dám hiện thân rồi. Hồng Loan Quỷ Phi đôi mắt lóe lên, cười nhẹ một tiếng, đi thôi, đi ra xem một chút. Đoàn người đi ra đại điện, tới đi ra bên ngoài, chỉ thấy kinh thiên phong bạo bên trong, từng con ác quỷ oan hồn, các loại tà linh, theo bốn phương tám hướng gào thét tới, như từng mảnh nước thủy triều đen kịt, số lượng nhiều, quỷ khí chi hung mãnh, làm cho người kinh hãi. Ác mộng dị quỷ. Chống chân dị quỷ, thủy hầu tử các loại, che khuất bầu trời, khí tức hung tàn, lại mơ hồ mang theo sử thần pháp tắc bảo hộ. Diệp Thần đôi mắt hơi co lại, nhớ tới tại loạn hồn quỷ hải bên trong, từng lọt vào thủy hầu tử cùng chống chân dị quỷ như phát điên tập kích, hiện tại hắn là biết nguyên nhân, những cái kia dị quỷ, sớm đã bị sử thần sát khí ô nhiễm cho nên trở nên hung tàn. Mà trước mắt này phô thiên cái địa quỷ bầy, khí tức so với Diệp Thần tại loạn hồn quỷ hải gặp phải. Còn muốn hung tàn mãnh liệt được nhiều. Hết thảy ác quỷ bên trong, cường đại nhất, là một đầu thân cao trăm trượng lớn đại quỷ vương. Đó chính là dị gió tà quỷ vương, thân thể cao tới trăm trượng, tựa như một ngọn núi lớn đứng vững tại trong gió lốc tâm. Hắn làn da màu đen lập lòe quỷ khí, tản mát ra làm người sợ hãi hôi thối. Ở trên người hắn bao quanh một đầu to lớn như mãng xà long lúc chi trùng hiện ra màu trắng bạc, thân thể tinh tế mà mềm mại. Lại có được lực lượng cường đại, cùng chống chơn dị quỷ đối lập. Chống chơn dị quỷ trưởng khống không gian chi lực, lúc chi trùng nắm trong tay lực lượng thời gian, cũng là dị quỷ một loại. Dị gió tà quỷ vương đôi mắt thâm thúy mà hung lệ, lập lòe lãnh khốc hào quang. Thân thể của hắn bao trùm lấy không thể phá vỡ quỷ giáp, mỗi một khối quỷ giáp đều lóng lánh hắc ám hoa văn, tản mát ra đáng sợ năng lượng ba động. Hắc hắc, luân hồi chi chủ lên ngôi, lớn như vậy việc trọng đại. Cũng không mời chúng ta Sử Hoàng giáo tới tham gia sao? Dị gió tà quỷ vương nở nụ cười, theo tiếng cười của hắn, toàn bộ thiên địa phảng phất cũng vì đó biến sắc, gió lốc càng thêm cuồng bạo lôi điện đan xen. Khí thế của hắn như sơn nhạc sụp đổ, cảm giác áp bách phi thường cường liệt. Trước mắt tràng diện vô cùng hùng vĩ, ngàn ngàn vạn vạn ác quỷ, dùng dị gió tà quỷ vương làm trung tâm, phô thiên cái địa, che đậy Viêm Ma Thần Điện bầu trời, cả mảnh trời không một vùng tăm tối. Quỷ khí đang sôi trào, oán linh đang gầm thét. Diệp Thần tâm nghĩ, nhiều như vậy quỷ hồn nếu như toàn bộ thôn phệ, cũng là có thể lớn mạnh ta quỷ đạo tu vi, còn có thôn hồn tà đạo trương tu vi. Đương nhiên, khác thường gió tà quỷ vương tại đây bên trong,
Diệp Thần cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Viêm Hoàng Đại Si trầm giọng nói, dị gió tà quỷ vương, cũng chỉ có ngươi sao? Sử Hoàng ở đâu, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta, gọi Sử Hoàng tới. Dị gió tà quỷ vương khí tức tuy mạnh mẽ, nhưng tự nhiên so ra kém Viêm Hoàng Đại Si này Tôn Thiên Đế, huống chi Hồng Loan Quỷ Phi còn ở nơi này. Hai vị thiên đế cường giả nếu là ra tay, không cần mấy chiêu là có thể đem dị gió tà quỷ vương đánh giết. Bất quá, Viêm Hoàng Đại Si cùng Hồng Loan Quỷ Phi, cũng không có lung tung động thủ, dù sao dị gió tà quỷ vương cũng không là lẻ loi một mình, phía sau hắn còn có ngàn ngàn vạn vạn ác quỷ. Nhiều như vậy ác quỷ, nếu là toàn bộ tại Viêm Ma Thần Điện nổ tung, cái kia mang tới trùng kích, chính là khó có thể tưởng tượng. Dị gió tà quỷ vương cười nói, hắc hắc, Viêm Hoàng Đại Si, ngươi không cần sinh khí, ta không có ác ý, ta là phụng sử Hoàng Đại Nhân mệnh lệnh, nghĩ đến cùng luân hồi chi chủ tâm sự thôi. Một bên Hồng Loan Quỷ Phi ánh mắt chớp động, nói các ngươi muốn cùng sư đệ ta trò chuyện cái gì. Dị gió tà quỷ vương tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, cười nói, luân hồi chi chủ khí vận thao thiên, thần uy vô địch, ta việc xấu trong nhà Hoàng Đại Nhân, cũng là không muốn đối địch với luân hồi. Luân hồi chi chủ, có lẽ chúng ta có khả năng buông xuống thành kiến, hợp tác lẫn nhau. Chờ qua mấy ngày chính là đại quỷ tế tháng ngày, chúng ta có khả năng hợp lại, bắt lại thôn hồn quỷ châu, sau khi chuyện thành công, đem hạt châu kia một phân thành hai, đại gia một người chấp trưởng một nửa là được. Hắc hắc, hoàn chỉnh thôn hồn quỷ châu, so Thái Dương còn muốn to lớn, chính là quỷ đạo tổ sư cùng khí thiên đế, năm đó hợp lại chế tạo đỉnh cấp pháp bảo. Ban đầu tại thời đại viễn cổ, loại pháp bảo này cũng không tính là gì, nhưng cho tới hôm nay, từ mạt pháp thời đại về sau, thiên đạo pháp tắc khuyết tổn, viễn cổ pháp bảo rốt cuộc chế, mà lại để lại cổ bảo, phần lớn mài mòn nghiêm trọng, không thể tả liền dùng. Chỉ có này thôn hồn quỷ châu, không có nửa điểm mài mòn, ngược lại không ngừng hấp thu quỷ khí tín ngưỡng, lớn mạnh đến khó dùng hình dung mức độ, có thể xưng thần khí nghịch thiên, liền là quỷ đạo tổ sư sống lại, cũng không có khả năng lại nắm trong tay. Luân hồi chi chủ, mặc kệ là ngươi, vẫn là ta việc xấu trong nhà Hoàng Đại Nhân, đều không có cách nào một mình trưởng khống thôn hồn quỷ châu, vật kia không phải sức người có thể khống chế, chúng ta đem cắt phân hai nửa, một người cầm một nửa, hắc hắc, chính là hoàn mỹ kế sách. Diệp Thần nghe dị gió tà quỷ vương, lập tức có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới dị gió tà quỷ vương lại muốn cùng hắn hợp tác, hợp lại chiếm lấy thôn hồn quỷ châu, thậm chí nghĩ cắt chém quỷ châu, một phân thành hai. Riêng phần mình trưởng khống nửa viên, hắn liền nhìn về phía Hồng Loan Quỷ Phi, muốn nghe xem ý kiến của nàng. Hồng Loan Quỷ Phi cười ha ha khinh thường nói, các ngươi Sử Hoàng Ma Giáo, còn muốn chấp trưởng thôn hồn Quỷ Châu, thật sự là si tâm vọng tưởng, cái kia thôn hồn Quỷ Châu khủng bố, xem ra các ngươi là thật không biết a, thế mà còn dám có chấp trưởng ý nghĩ. Ta có thể nói cho ngươi, các ngươi đừng muốn hại chết sư đệ ta, vật kia là không thể nào trưởng khống, đừng nói nắm trong tay. Liền tới gần một điểm, linh hồn đều muốn bị nuốt đi, lại như thế nào có thể khống chế? Dị gió tà quỷ vương cười nói, cắt phân hai nửa, liền có thể nắm trong tay. Hồng Loan Quỷ Phi cũng cười nói, các ngươi định dùng đồ vật gì, nắm thôn hồn quỷ châu cắt ra đâu? Chính là thế gian truyền thuyết sắc bén nhất đao kiếm, thôn vũ đao cùng hoài thương kiếm, đều khó có khả năng cắt ra thôn hồn quỷ châu. Dị gió tà quỷ vương sững sờ. Tựa hồ không có suy nghĩ qua vấn đề này, lập tức lộ ra vẻ lúng túng, nhưng thần sắc khó xử lóe lên một cái rồi biến mất, hắn vừa cười nói ta không có cách, nhưng Sử Hoàng Đại Nhân nhất định có biện pháp. Hồng Loan Quỷ Phi nói, vậy ngươi gọi Sử Hoàng buông xuống chính là, ta nghe nói hắn dung hợp Viêm Thiên Đế cùng Sử Thần lực lượng, vô cùng lợi hại, ta ngược lại thật ra nghĩ kiến thức một chút bản lãnh của hắn. Dị gió tà quỷ vương nói, Sử Hoàng Đại Nhân có chuyện quan trọng khác. Hôm nay là không thể tới, các ngươi nếu có nghĩ hợp tác ý tứ, đáp ứng ta một tiếng là được. Hồng Loan Quỷ Phi nói, hợp tác, ngươi còn chưa xứng cùng ta đàm. Dừng một chút, nàng ngửa mặt lên trời lớn tiếng nói, Sử Hoàng, ngươi tránh ở nơi nào, có cái gì muốn nói, liền cút ra đây đi. Thanh âm hạ xuống, nhưng một lát sau, trên bầu trời cũng không có truyền đến bất kỳ đáp lại nào. Dị gió tà quỷ vương nói, ta nói. Sử Hoàng Đại Nhân có chuyện quan trọng tại thân. Hồng Loan Quỷ Phi cười lạnh, tiếp tục lớn tiếng nói, Sử Hoàng, cho ngươi 10 hơi thời gian, nếu ngươi lại không xuất hiện, ta liền đem ngươi quỷ quỷ tôn, yêu ma quỷ quái, toàn bộ giết đi. Nghe được Hồng Loan Quỷ Phi,
Diệp thần, thiên nữ, Viêm Hoàng đại sư ba người nhìn nhau, dồn dập rút ra binh khí, xúc thế chuẩn bị chiến đấu. Viêm Ma thần điện bên trong chiến sĩ, cũng là dương cung bạt kiếm, chuẩn bị chiến đấu, Sử Hoàng ma giáo quỷ chúng tuy nhiều, nhưng bọn hắn chiếm cứ địa mạch chi lợi cũng không e ngại. Dị gió tà quỷ vương trầm giọng nói, ta nói, hôm nay Sử Hoàng đại nhân sẽ không tới. 1. Hồng Loan quỷ phi lại tựa hồ như không nghe thấy hắn, tự mình đếm xem. 2. 3. 9. 10. Nàng 10 tiếng đếm xong, lại dừng một chút, nhìn quanh thiên địa bốn phía, vẫn là không có thấy Sử Hoàng buông xuống, không khỏi phát ra một hồi cười lạnh kêu lên, rất tốt. Toàn trường lập tức yên lặng lại, lặng ngắt như tờ, bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương cùng đè nén. Đều giết. Hồng Loan quỷ phi bỗng nhiên thét ra lệnh, nàng rõ ràng là hồng trần động thiên người, nhưng giờ phút này lại ra lệnh, Viêm Hoàng đại sư cũng không để ý, gật gật đầu. Lập tức, toàn bộ Viêm Ma thần điện bộc phát ra một cỗ kinh thiên tiếng la giết, hết thảy Viêm Ma chiến sĩ, giống như phát điên xông giết ra ngoài, hướng lên bầu trời bên trong ác quỷ hắc triều gào thét mà đi. Dị gió tà quỷ vương thân thể vèo một tiếng, bay đến trong trời cao, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết. Hồng Loan quỷ phi, ngươi là thật muốn vạch mặt, Ngọc Thạch Câu phần A. Lấy ra một nhánh cờ lệnh, quát bầy quỷ nghe lệnh, Sử Hoàng cờ ở đây, như Sử Hoàng đại nhân đích thân tới, đều cho ta giải thể tự bảo. Sử Hoàng ma giáo ác quỷ, ý chí đều bị Sử Hoàng khống chế, thấy Sử Hoàng cờ hiệu lệnh, hết thảy ác quỷ đỏ trong mắt, gầm thét cuồng sông mà ra. Có hướng Viêm Ma chiến sĩ trong đám người phóng đi, sau đó tự bảo, có tại Viêm Ma thần điện bên trong sơn môn nổ tung, hung hãn không sợ chết. Kinh khủng sóng xung động, chấn hám thiên địa. Dị gió tà quỷ vương mệnh lệnh bầy quỷ tự bảo, chính mình lại bay lên cao cao, sau đó xa xa bỏ chạy. Nếu Diệp thần bên này không có hợp tác ý tứ, vậy liền vạch mặt Ngọc Thạch Câu phần, dĩ nhiên chính hắn là không muốn chết. Ha ha, tại hai chúng ta thiên đế trước mặt. Người còn muốn chạy. Hồng Loan quỷ phi cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay quỷ khí bùng nổ, nàng kiều khu bay vọt lên, một cái lắc mình, liền thoáng hiện đến dị gió tà quỷ vương trước mặt. Dị gió tà quỷ vương trình giật mình kêu lên, vội vàng muốn chạy hướng một bên khác, nhưng lúc này Viêm Hoàng đại sư cũng đã ra tay, rút ra chiến thương, phóng lên tận trời, cản lại hắn. Hắc hắc, hai vị thiên đế hợp lại cản ta mặt mũi lúc nào có lớn như vậy. Ta xem các ngươi vẫn là thả ta rời đi cho thỏa đáng, bằng không bức ta liều mạng, các ngươi cũng đừng hòng dễ chịu. Dị gió tà quỷ vương nhe răng cười một tiếng, tế ra trong tay Sử Hoàng cờ, lập tức một cỗ quỷ khí âm phong vù vù rung động, cờ xí cấp tốc biến lớn, hóa thành mấy trăm trượng cao, nguy nga đỉnh thiên, nở rộ ma hy, khói đen bừng bừng. Này Sử Hoàng cờ là Sử Hoàng pháp bảo, uy lực to lớn, dị gió tà quỷ vương dùng cái này ngoan cố chống lại. Hồng Loan quỷ phi cùng Viêm Hoàng đại sư nghĩ muốn giết hắn, nhưng là không còn dễ dàng như thế. Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta, chết đi cho ta. Hồng Loan quỷ phi con ngươi lạnh lẽo, cũng không có cái gì nói nhảm, trực tiếp rất kiếm đâm hướng dị gió tà quỷ vương. Viêm Hoàng đại sư cũng là vung lên trường thương, hoành tảo thiên quân, cuồng nện mà đi. Dị gió tà quỷ vương vẻ mặt trắng bệch, thôi động Sử Hoàng cờ đối kháng. Diệp thần nhìn trên trời tình cảnh liếc mắt, liền biết dị gió tà quỷ vương chết chắc, ánh mắt của hắn đặt vào toàn trường không ngừng từ nổ muôn vàn ác quỷ bên trong. Vô số ác quỷ nổ tung, lập tức cho lại toàn bộ Viêm Ma thần điện, tạo thành nghiêm trọng trùng kích. Nhiều như vậy quỷ hồn, toàn bộ bạo chết đã có thể đáng tiếc, chẳng thà cho ta thôn phệ. Diệp thần liếm môi một cái, trong mắt lướt lên một vệt ánh sáng nóng rực. Phù quỷ mẫu xào huyệt, thôn hồn tà đạo trương, mở. Hắn trực tiếp mở ra phù quỷ mẫu xào huyệt cùng thôn hồn tà đạo trương, một cái to lớn hắc ám xào huyệt, còn có một bản âm trầm hắc ám tà điển, lập tức ở trước mặt hắn nổi lên, cũng bộc phát ra kinh khủng thôn phệ chi lực, bắt đầu thôn phệ quanh mình quỷ hồn. Hô hô hô! Đại lượng ác quỷ oan hồn, lập tức bị Diệp thần điên cuồng nuốt vào, cũng chuyển hóa thành hắn tự thân tu vi. Một bên thiên nữ, cũng là mở ra quỷ đế thiên lôi thể, không ngừng thôn phệ lấy quỷ hồn. Này chút ác quỷ oan hồn, mang theo quỷ khí, tuy nhiên hỗn tạp chất rất nhiều, nhưng cũng có thể phụ trợ nàng tu luyện thể chất. Ong ong ong, thiên nữ phóng xuất ra nguyên tâm ngộ đạo thạch, cái kia là chân lý sẽ cho nàng thần thạch, có vững chắc đạo tâm hiệu quả, nàng dựa vào nguyên tâm ngộ đạo thạch thủ hộ,
không ngừng hấp thu quỷ hồn. A! À. Một tiếng hét thảm, theo trên trời truyền đến, chỉ thấy dị gió tà quỷ vương, mặc dù chấp trưởng lấy sửu hoàng cờ, nhưng cũng ngăn không được hồng loan quỷ phi cùng viêm hoàng đại si hai vị thiên đế cao thủ đánh giết, chỉ chống đỡ nhiều chỉ chốc lát, liền bị triệt để diệt sát, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm biến thành cho bụi. Đánh giết dị gió tà quỷ vương, hồng loan quỷ phi lông mày lại là nhíu chặt, bởi vì nàng ngắm nhìn bốn phía, thủy chung không thấy sửu hoàng xuất hiện. Viêm hoàng đại si thấy sửu hoàng không có tới, cũng là cau mày nói, cái này sửu hoàng, thật đúng là bảo trì bình thản a, chờ qua mấy ngày đại quỷ tế liền muốn bắt đầu, hắn liền không sợ luân hồi chi chủ thật trưởng khống thôn hồn quỷ châu sao. Luân hồi chi chủ đại khí vận, hắn là không có chút nào lo lắng a. Hồng loan quỷ phi từ chối cho ý kiến, nói tiểu sư đệ đại khí vận, ta là công nhận, nhưng nghĩ chấp trưởng thôn hồn quỷ châu sợ là còn chưa đủ. Vật kia ngươi cũng biết đến cỡ nào không hợp thói thường, chỉ là khí linh liền đã đản sinh ra bốn vị, uy năng cùng không không thời không bốn đại trí cao thần khí so sánh, sợ là cũng không chút thua kém. Viêm hoàng đại si lại mỉm cười nói, ta tin tưởng luân hồi chi chủ khí vận, sử hoàng hôm nay không đến chèn ép hắn, vậy hắn lại không có cơ hội. Sử hoàng chưa từng xuất hiện, cái kia ở đây ác quỷ dị quỷ, oán linh oan hồn, coi như số lượng lại nhiều, cũng không cách nào chân chính uy hiếp được viêm ma thần điện. Vô số ác quỷ tự bạo mặc dù đối viêm ma thần điện tạo thành không ít phá hư, nhưng cũng không có đả thương cùng căn cơ. Đặc biệt là tại Diệp Thần thôn phệ dưới, đại lượng quỷ hồn bị hắn hấp thu hết, quỷ nổ uy hiếp càng là suy yếu rất lớn. Chưa tới một canh giờ, chiến đấu liền đã kết thúc, Diệp Thần tu vi tinh tiến một chút mơ hồ lại có đột phá dấu hiệu. Thiên nữ đã hấp thu không ít quỷ hồn. Nhưng thể chất cũng không có bao nhiêu tiến bộ, nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, xem ra vẫn là muốn U Minh Quỷ Ngọc, mới có thể chân chính để cho ta thể chất viên mãn. Bình thường quỷ hồn ẩn chứa quỷ khí, chất bẩn nhiều lắm, rất khó chuyển hóa thành nàng bản thân tu vi, chỉ có viêm hoàng đại si trước đây nói qua U Minh Quỷ Ngọc, quỷ khí mới đủ rất tinh khiết, có thể rèn luyện nàng quỷ đế thiên lôi thể. Nghĩ như vậy thiên nữ đối cái kia đại quỷ tế, cũng là tràn đầy chờ mong, chờ đại quỷ tế bắt đầu. Nàng có lẽ có khả năng mua được một chút U Minh Quỷ Ngọc. Sư đệ, không có sao chứ? Hồng Loan Quỷ Phi hạ xuống tới, cười hướng Diệp Thần nói. Sư tỷ, ta không sao. Trong dự đoán sử hoàng, cũng chưa từng xuất hiện, bình thường ác quỷ, tự nhiên không tổn thương được Diệp Thần. Hồng Loan Quỷ Phi cười nói, xem ra hôm nay sử hoàng là sẽ không tới, hắn đoán chừng lại ở đại quỷ tế ngày ra tay, ta cũng muốn xem hắn lợi hại đến mức nào. Dừng một chút, nàng lại hỏi, là, sư đệ, người có hồn tệ không có? Đại quỷ tế là quỷ giới lớn nhất thịnh hội, tại một ngày này, thế lực khắp nơi tề tụ, có thật nhiều thiên tài địa bảo cùng thần bí đồ vật lưu thông, mà muốn đổi đến những vật này, cần dùng đến hồn tệ. Hồn tệ là quỷ giới đồng tiền mạnh, dùng linh hồn trực tiếp rèn đúc mà thành, coi như chỉ là một cái hồn tệ, giá trị cũng là không thấp, có thể đổi được không ít đan dược. Diệp Thần nói, không có. Hồng Loan Quỷ Phi trừng mắt nhìn nói, muốn hay không sư tỷ cho ngươi một chút. Diệp Thần nói, sư tỷ chịu cho, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Hồng Loan Quỷ Phi cách cách cười duyên nói, hay lắm, ngươi tới ta Hồng Trần Động Thiên, theo ta mấy ngày, ta liền cho ngươi. Nghe vậy, Diệp Thần lập tức nghẹn lời, cười khổ lắc lắc đầu nói, vậy quên đi. Hồng Loan Quỷ Phi cười nói, tốt, không trêu cợt ngươi, ngươi chính là luân hồi chi chủ, linh hồn đáng tiền cực kỳ. Cũng không cần ta cho, ngươi chỉ cần dứt bỏ ra một chút linh hồn, sợ là liền có thể đổi được đại lượng hồn tệ, chúng ta liền chờ quỷ tế bắt đầu đi. Hồng Loan Quỷ Phi ngay tại Viêm Ma Thần Điện ở lại, trở về sau đại quỷ tế bắt đầu. Kỳ thật quỷ tế đã bắt đầu, hàng năm đến thời gian này, quỷ giới các nơi con dân, đều sẽ bái tế quỷ đạo tổ sư, mà đại quỷ tế liền là lớn nhất tế tự thịnh hội, cũng là hàng năm các phương mậu dịch trao đổi lễ lớn. Vội vàng mấy ngày đi qua. Đại quỷ tế tháng ngày, cuối cùng đến, một ngày này, Diệp Thần, Thiên Nữ, Viêm Hoàng Đại Si, Hồng Loan Quỷ Phi đám người, theo Viêm Ma Thần Điện xuất phát, đi tới tế tự tổ chức sân bãi, quỷ trụ thánh địa. Đó cũng là tử mị u cơ địa bàn. Tại đi qua mấy ngày thời gian bên trong, Diệp Thần đã luyện thành họa bì quỷ tâm quyết, bất quá tu vi vẫn là như cũ, thần đạo cảnh 8 tầng sơ giai, nghĩ chân chính đột phá, cần phải có lớn thời cơ. Cũng là tại đi qua mấy ngày Hồng Trần Động Thiên liên thủ với Viêm Ma Thần Điện, điều tra sử hoàng hạ lạc cùng âm mưu. Một ngày này,
mọi người chuẩn bị xuất phát thời khắc, có thám tử tới bẩm báo tin tức, nói, điện chủ, quỷ phi đại nhân, luân hồi chi chủ, tra được một chút sử hoàng manh mối. Diệp thần, ồ, thám tử kia nói, tại tinh khung đường sắt phụ cận, phát hiện một đầu cự long, từ ngoại giới xuyên qua gió lốc tới, cái kia cự long trên thân, có một người, tựa hồ liền là sử hoàng. Cự long, nghe nói như thế, Diệp thần, Viêm Hoàng đại si, Hồng Loan quỷ phi ba người nhìn nhau, đều có chút ngoài ý muốn. Từ đâu tới cự long, thực lực như thế nào? Diệp thần hỏi. Thám tử kia nói, còn không rõ ràng lắm, cái kia cự long có thể xuyên qua giới hải gió lốc, thực lực nhất định là phi thường cường hãn. Mặt khác, chúng ta lại suy tính đến một chút đáng sợ thiên cơ, thôn hồn quỷ châu một vị khí linh lão tổ, tựa hồ cùng sử hoàng có cấu kết. Làm suy tính đến cái này thiên cơ thời điểm, chúng ta có hơn trăm người trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, này thiên cơ 10 điểm khủng bố, chư vị đại nhân cẩn thận định đoạt. Hồng Loan quỷ phi kinh ngạc nói, thôn hồn quỷ châu khí linh trưởng lão, thế mà cùng sử hoàng có cấu kết, điều đó không có khả năng a. Là vị nào trưởng lão? Thôn hồn quỷ châu năng lượng vô cùng kinh khủng, tại trải qua bao tháng năm dài đằng đẵng bên trong, trước sau trọn vẹn sản sinh ra 4 cái khí linh. Này 4 cái khí linh, bị nhân tôn xưng trưởng lão, là quỷ giới ẩn giấu cường giả, liền Hồng Loan quỷ phi, Viêm Hoàng đại si, Tử Mị U Cơ đám người, đối mặt cái kia 4 vị khí linh trưởng lão, đều muốn lễ kính 3 phần, không dám đắc tội. Cái kia 4 đại khí linh trưởng lão, có thể nói là siêu nhiên tuyệt thế nhân vật, lại có thể có người sẽ cùng sử hoàng cấu kết, đây là Hồng Loan quỷ phi tuyệt đối không ngờ rằng. Viêm Hoàng đại si trầm giọng nói, sử hoàng nắm trong tay xấu thần chi lực, có thể che đậy lòng người, mê hoặc khí linh trưởng lão, cũng không là chuyện không thể nào. Hồng Loan quỷ phi nói, như đúng như này, sự tình đã có thể khó giải quyết. Thôn hồn quỷ châu 4 đại khí linh, đều có thể mượn dùng quỷ châu bộ phận năng lượng, bạo phát 10 điểm khủng bố, thậm chí đủ để mai táng thiên đế. Nếu là thôn hồn quỷ châu khí linh, cùng sử hoàng có cấu kết, cái kia cục diện thật là không cách nào tưởng tượng khủng bố. Thám tử kia nói, vị nào trưởng lão cùng sử hoàng cấu kết, còn không có suy tính đến, mà lại cũng không có khả năng lại đẩy được rồi, bọn hắn đã phát hiện có người nhìn trộm. Hồng Loan quỷ phi trầm ngâm một hồi, nói thôi, vẫn là đi trước quỷ trụ thánh địa lại nói, ta cũng không tin này sử hoàng thật có thể lật trời. Chờ ta cùng U Cơ muội muội nói rõ ràng, đưa nàng cũng lôi kéo tới, ta xem sử hoàng còn như thế nào làm ầm ĩ. Hiện tại Viêm Ma Thần Điện cùng Hồng Trần Động Thiên đều hợp lại đứng tại Diệp Thần bên này, nếu là lại lôi kéo đến Tử Mị U Cơ, cái kia quỷ giới đứng đầu nhất tam đại thế lực hội tụ, nếu là còn không trấn áp được sử hoàng, vậy đơn giản là không thể tưởng tượng sự tình. Ngay sau đó, mọi người liền ngồi phi thuyền, cấp tốc đi tới quỷ trụ thánh địa. Trên đường, Diệp Thần cũng thấy có thiên thiên trăm trăm phi thuyền đằng không, đều hướng về quỷ trụ thánh địa phương hướng bay đi. Hôm nay đại quỷ tế thịnh hội, quỷ giới thế lực khắp nơi đều sẽ tham dự. Rất nhanh, Viêm Ma Thần Điện phi thuyền nhảy vào thiên sơn vạn biển, chở Diệp Thần đám người đi tới quỷ trụ thánh địa bên trong. Toàn bộ quỷ trụ thánh địa, vô cùng khí phái, một tòa tòa cung điện liền thiên lối kiến trúc hỗn hợp hắc ám lạnh lùng cùng ánh sáng thần thánh mùi vị, hắc ám là quỷ đạo màu nền, hào quang là lòng người trật tự. Lúc này ở quỷ trụ thánh địa quảng trường bên trên, đã vô cùng náo nhiệt, biển người tuôn ra tuôn, quỷ trụ thánh địa phụ thuộc môn phái người đang ở duy trì lấy trật tự. Diệp thần phi thuyền hạ xuống đi, đi vào quỷ trụ thánh địa lối vào chỗ, thấy có người quen, U Quỷ môn đệ tử Lê Chiếu Tân, đang ở lối vào duy trì lấy trật tự. Lê Chiếu Tân thấy Diệp thần tới, lập tức kinh hỉ, đi lên phía trước, kêu lên, Trần Dạ huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệp thần cười nói, Lê huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mà quỷ trụ thánh địa chân truyền đệ tử, thì là vô cùng cảnh giác nhìn xem Diệp thần. Trước đây quỷ đạo tổ sư hiển linh, Tử Mị U Cơ đánh nát pho tượng, nhận định là Diệp thần âm mưu cho nên quỷ trụ thánh địa trên dưới, đối Diệp thần đều vô cùng kiêng kỵ, không ít người trong ánh mắt lại dẫn cửu hận chi ý, vẫn là cho rằng Diệp thần hại chết quỷ đạo tổ sư. Đương nhiên, hôm nay là quỷ đạo tổ sư ngày rỗ, là đại quỷ tế thịnh hội, dựa theo quy củ, hôm nay các phương đều muốn buông xuống cửu hận. Không thể tranh đấu, thành tâm tế bái quỷ đạo tổ sư, chung nhau giữ gìn quỷ giới trật tự. Cho nên, quỷ trụ thánh địa người, mặc dù nhìn thấy Diệp thần tới, nhưng cũng không dám từng có điểm cử động. Huống chi,
tại Diệp Thần bên người, còn có Hồng Loan Quỷ Phi cùng Viêm Hoàng Đại Si hai vị thiên đế cường giả. Nhìn thấy Hồng Loan Quỷ Phi cùng Viêm Hoàng Đại Si hai vị thiên đế, đều đi theo tại Diệp Thần tả hữu, lại phụng Diệp Thần vi tôn, ở đây chư nhà các phái đám người, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thiên đế cường giả phụng hạ vị thần vi tôn, quả thực là từ xưa đến nay chưa hề có kỳ văn, cũng chỉ có Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ có thể làm được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 533.